mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chắp tay, con đảnh lễ, con cúi lạy chư Phật khắp cả mười phương, con cúi lạy ngôi Tam Bảo. Giờ này lòng thành đêm khuya, con xin phóng tụng trì kinh Pháp Hoa, nguyện cầu chư Phật gia hộ che chở ban phúc lành cho chúng sanh được mọi điều may mắn bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ hai và quyển thứ ba. Nam mô Hoa Tạng Giáo Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Lưu Lây Quang Vương Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Vương Phật. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Đề. Nam mô Phật Tổ Mẫu Quán Thế Âm Nghìn Tay Nghìn Mặt. Nam mô Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương. Nam mô Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con xin phúng tụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xin hồi hướng cầu siêu cho mẹ là Hương Linh, mẹ Đỗ Thị Phương Mai, pháp danh Viên Thọ, mất ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tý, hưởng thọ 80 tuổi, được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 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 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ hai. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ hai. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ hai. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thị dụ thứ ba. Lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Này con theo Đức Thế Tôn nghe đặng thiên pháp này, trong lòng hớn hở đặng điều chưa từng có. Vì sao con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được dự việc đó, tự rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thí dụ thứ ba. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng liền đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Nay con theo Đức Thế Tôn nghe đặng tiếng pháp này, trong lòng hớn hở đặng điều chưa từng có. Vì sao con xưa theo Phật nghe pháp như thế này, thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được dự việc đó, tự rất cảm thương mất vô lượng tri kiến của Như Lai. Thế Tôn, con thường khi một mình ở dưới cây trong núi rừng, hoặc ngồi hoặc đi kinh hành, hằng nghĩ như vậy, chúng ta đồng vào pháp tánh, tại sao Đức Như Lai lại dùng pháp tiểu thừa mà tế độ cho? Đó là lỗi của chúng con, chớ chẳng phải là Thế Tôn vậy. Vì sao? Nếu chúng con nhờ chờ chư Phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chánh đặng chánh giác, thời chắc do pháp đại thừa mà đặng độ thoát. Xong chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói pháp, vừa mới nghe Phật nói pháp vội tin nhận, suy gẫm để chứng lấy. Thế Tôn, con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hằng tự trách mình, mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có, trước chưa hề nghe, dứt các lòng nghi hối thân ý thơ thới, rất được an ổn, ngày nay mới biết mình thiệt là Phật tử từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh đặng pháp phần của Phật. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Con nghe tiếng pháp này được điều chưa từng có, lòng rất đổi vui mừng, lưới nghi đều đã trừ, xưa nay
Nhờ Phật dạy chẳng mất nơi Đại Thừa, tiếng Phật rất ít có hay trừ khổ chúng sanh. Con đã được lậu tận, nghe cũng trừ lo khổ. Con ở nơi hang núi, hoặc dưới cụm cây rừng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, thường suy nghĩ việc này, than ôi rất tự trách. Sao lại tự khi mình chúng ta cũng Phật tử, đồng vào pháp vô lậu, chẳng được ở vị lai nói pháp vô thượng đạo sắc vàng băm hai tướng, mười lực các giải thoát đồng chung trong một pháp, mà chẳng được việc đây 80 tướng tốt đẹp 18 pháp bất cộng, một các công đức như thế mà ta đều đã mất. Lúc con kinh hành riêng thấy Phật ở trong chúng danh đồn khắp mười phương, rộng lợi ích chúng sanh tự nghĩ mất lợi này, chính con tự khi dối. Con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó, muốn đem hỏi Thế Tôn là mất hay không mất. Con thường thấy Thế Tôn khen ngợi các Bồ Tát, vì thế nên ngày đêm suy lường việc như vậy. Nay nghe tiếng Phật nói theo cơ nghi dạy pháp vô lậu có nghĩ bàn, khiến chúng đến đạo tràng. Con xưa chấp tà kiến làm thầy các phạm chí, Thế Tôn rõ tâm con trừ tà nói niết bàn. Con trừ hết tà kiến, đặng chứng nơi pháp không, bấy giờ lòng tự bảo, đặng đến nơi diệt độ, mà nay mới tự biết chẳng phải thiệt diệt độ. Nếu lúc đặng thành Phật đủ băm hai tướng, trời người chúng giả xoa rồng thần đều cung kính, bây giờ mới được nói, dứt hẳn hết không thừa Phật ở trong đại chúng nói con sẽ thành Phật. Nghe tiếng pháp như vậy, lòng nghi hối đã trừ. Khi mới nghe Phật nói trong lòng rất sợ nghi, phải chăng ma xả Phật não loạn lòng ta ư? Phật dùng các món duyên thí dụ khéo nói phô, lòng kia an như biển, con nghe lưới nghi dứt. Phật nói thuở quá khứ vô lượng Phật diệt độ an trụ trong phương tiện cũng đều nói pháp đó. Phật hiện tại vị lai số nhiều cũng vô lượng cũng dùng các phương tiện diễn nói các pháp như thế. Như Thế Tôn ngày nay, từ sanh đến xuất gia đặng đạo chuyển pháp luân, cũng dùng phương tiện nói Thế Tôn nói đạo thật. 3 tuần không nói được, vì thế con định biết không phải ma giả Phật. Con sa vào lưới nghi, cho là ma làm ra. Nghe tiếng Phật êm dịu, sâu xa rất nhiệm màu. Nói suốt pháp thanh tịnh, tâm con rất vui mừng, nghi hối đã hết hẳn, an trụ trong tiệt trí. Con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính chuyện pháp luân vô thượng giáo hóa các Bồ Tát. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, ta nay ở trong hàng trời người Sa Môn Bà La Môn mà nói, ta xưa từng ở nơi 20 ức Phật, vì đạo vô thượng nên thường giáo hóa ông cũng lâu dài theo ta thọ học, ta dùng phương tiện dắt dẫn ông sanh vào trong pháp ta. Xá Lợi Phất, ta thuở xưa dạy ông chí nguyện thành Phật đạo, ông nay đều quên mà bèn tự nói đã được diệt độ. Ta nay lại muốn khiến ông nghĩ nhớ bổ nguyện cùng đạo đã làm, mà vì các thanh văn nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Hóa Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Xá Lợi Phất, ông đến đời vị lai quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp cúng dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật, phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát, sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước tên ly cấu cõi đó bằng thẳng, thanh tịnh đẹp đẽ an ổn giàu vui. Trời người đông đảo lưu ly làm đất, có 8 đường giao thông dây bằng vàng rồng để dăng bên đường, mé đường đều có hàng cây bằng 7 báu, thường có bông trái. Đức Hoa Quang Như Lai cũng dùng 3 thừa giáo hóa chúng sanh. Xá Lợi Phất, lúc Đức Phật ra đời, dầu không phải đời ác mà bởi bổ nguyện, nên nói pháp 3 thừa, kiếp đó tên là Đại Bửu Trang Nghiêm. Vì sao gọi là Đại Bửu Trang Nghiêm? Vì trong cõi đó dùng Bồ Tát làm Đại Bửu vậy. Các Bồ Tát đó số đông vô lượng vô biên bất khả tư nghị, tính kể hay thí dụ đều không kịp đến được. Chẳng phải sức trí huệ của Phật không ai có thể biết được. Khi muốn đi thì có bông đỡ chân. Các vị Bồ Tát đó không phải hàng mới phát tâm,
đều đã trồng cội đức từ lâu ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật. Tịnh tu phạm hạnh hằng được các Phật ngợi khen, thường tu trí huệ của Phật đủ sức thần thông lớn, khéo biết tất cả các pháp môn, ngay thật công dối chí niệm bền vững. Bậc Bồ Tát như thế khắp đầy nước đó Xá Lợi Phất, đức Phật Hoa Quang thọ 12 tiểu kiếp, trừ lúc còn làm vương tử chưa thành Phật. Nhân dân nước đó thọ 80 tiểu kiếp, đức Hoa Quang Như Lai quá 12 tiểu kiếp thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho Kiên Mãn Bồ Tát, mà bảo các tỳ kheo ông Kiên Mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật hiệu là Hoa Túc An Hành Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, cõi nước của đức Phật đó cũng lại như đây. Xá Lợi Phất, sau khi Phật Hoa Quang đó diệt độ, chánh pháp trụ lại trong đời 32 tiểu kiếp, tượng pháp trụ đời cũng 32 tiểu kiếp. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Xá Lợi Phất, đời sau thành đấng Phật trí khắp, hiểu rằng Phật Hoa Quang sẽ độ vô lượng chúng cúng dường vô số Phật đầy đủ hạnh Bồ Tát các công đức thập lực, chứng đặng đạo vô thượng quá vô lượng kiếp rồi, kiếp tên Đại Bửu Nghiêm, cõi nước tên Ly Cấu, trong sạch không vết nhơ, dùng lưu ly làm đất, dây vàng văn đường xá, cây bảy báu sắc đẹp, tường có hoa cùng trái Bồ Tát trong cõi đó, chí niệm tường bền vững thần thông ba la mật, đều đã trọn đầy đủ nơi vô số đức Phật, khéo học đạo Bồ Tát những đại sĩ như thế Phật Hoa Quang hóa độ. Lúc Phật làm vương tử rời nước bỏ vinh hoa, nơi thân cuối rốt sâu, xuất gia thành Phật đạo, Phật Hoa Quang trụ thế thọ 12 tiểu kiếp. Chúng nhân dân nước đó sống lâu 8 tiểu kiếp, sau khi Phật diệt độ chánh pháp trụ ở đời, 32 tiểu kiếp rộng độ các chúng sanh chánh pháp diệt hết rồi, tượng pháp cũng 32 xá lợi rộng truyền khắp, trời người khắp cúng dường Phật Hoa Quang chỗ làm, việc đó đều như thế đấng lượng túc tôn kia, rất hơn không ai bằng, Phật tức là thân ông, nên phải tự vui mừng. Bấy giờ bốn bộ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và cả đại chúng trời rồng dạ xoa càng thắp bà Atula Ca Lâu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La Ma Hầu La Già vân vân, thấy Xá Lợi Phất ở trước Phật lãnh lấy lời ghi dự nghi. Ở trước Phật lãnh lấy lời dự ghi sẽ thành vô thượng chánh đặng chánh giác, lòng rất vui mừng hớn hở vô lượng, mỗi người đều cởi y trên của mình đăng đắp để cúng dường Phật. Thích Đề Hoàng Nhân cùng Phạm Thiên Vương vân vân và vô số thiên tử cũng đem y đẹp của trời, hoa trời Mạng Đà La, hoa Maha Mạng Đà La vân vân cúng dường nơi Phật, y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển. Các kỹ nhạc trời trăm nghìn muôn thú ở giữa hư không đồng thời đều trỗi dưới các thứ hoa trời mà nói lời rằng: Đức Phật xưa ở thành Bà La Nại ban đầu chuyển pháp luân, đến nay mới lại chuyển pháp luân rất lớn vô thượng. Lúc đó các thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: xưa ở thành Ba Nại chuyển pháp luân bốn đế phân biệt nói các pháp sanh diệt của năm nhóm, nay lại chuyển pháp luân rất lớn diệu vô thượng, pháp đó rất sâu màu ít có người tin được. Chúng ta từ xưa lại thường nghe Thế Tôn nói chưa từng nghe tượng pháp thâm diệu như thế này, Thế Tôn nói pháp đó chúng ta đều tùy hỷ. Đại trí Xá Lợi Phất, nay được lãnh Phật ký, chúng ta cũng như vậy, quyết sẽ đặng thành Phật trong tất cả thế gian, rất tôn không còn trên. Phật đạo chẳng thể bàn, phương tiện tùy nghi nói, ta bao nhiêu nghiệp phước đời nay hoặc quá khứ và công đức thấy Phật trọn hồi hướng Phật đạo. Bấy giờ Xá Lợi Phất bạch rằng: Thế Tôn, con nay không còn nghi hối tự mình ở trước Phật đặng thọ ký thành vô thượng chánh đặng chánh giác. Các vị tâm tự tại 1200 đây lúc xưa bậc hữu học Phật thường dạy rằng: pháp của ta hay lìa sanh già bệnh chết rốt ráo niết bàn. Các vị hữu học vô học đây cũng đều đã tự rời chấp ngã, cùng chấp có, chấp không vân vân nói là đặng niết bàn, mà nay ở trước Đức Thế Tôn nghe chỗ chưa từng nghe đều sa vào nghi lầm, hay thay Thế Tôn xin Phật vì bốn chúng nói nhân duyên đó khiến lìa lòng nghi hối. Khi ấy Phật bảo ngài Xá Lợi Phất:
ta trước đâu không nói rằng các Phật Thế Tôn dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ phương tiện mà nói pháp đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Các điều nói đó đều vì dạy Bồ Tát vậy. Nhưng xa lời Phật, nay ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó. Những người có trí do thí dụ mà đặng hiểu. Xá lợi Phất, như trong quốc ấp Tụ Lạc có vị đại trưởng giả tuổi đã già suy, của giàu vô lượng, có rất nhiều nhà ruộng và các tôi tớ. Nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào. Người ở trong đó rất đông, hoặc 100, 200 cho đến 500 người. Lầu gác đã mục, vách phên sụp đổ, chân cột hư nát, chính xuyên siêu ngã. Bốn phía đồng một lúc, lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. Các người con của trưởng giả, hoặc 10 người, hoặc 20 người, hoặc đến 30 người ở trong nhà đó trưởng giả, thấy lửa từ bốn phía nhà chảy lên, liền rất sợ sệt mà nghĩ rằng, ta giàu có thể ở nơi cửa của nhà cháy này, ra ngoài rất an ổn, song các con ở trong nhà lửa, ưa vui chơi giỡn, không hay không biết, không sợ sệt, lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm mà lòng chẳng nhàm lo, không có ý cầu ra khỏi xá lợi Phất. Ông trưởng giả đó lại nghĩ, thân và tay của ta có sức mạnh, nên dùng vạt áo hoặc dùng ghế đẳng từ trong nhà mà ra ngoài. Ông lại nghĩ, nhà này chỉ có một cái cửa mà lại hẹp nhỏ, các con thơ bé chưa hiểu, mê đắm chơi giỡn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy. Ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ. Nhà này đã bị cháy phải liền máu ra, chớ để bị lửa đốt hại. Nghĩ như thế, rồi theo chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con mau ra, cha giàu thương xót khéo nói để dụ dỗ mà các con ưa vui chơi, chẳng khứng tính chịu, chẳng sợ sệt, trọn không có lòng muốn ra, lại cũng chẳng hiểu gì là lửa, gì là nhà, thế nào là hại, chỉ cứ đông tay chạy giỡn nhìn cha mà thôi. Bây giờ trưởng giả liền nghĩ, nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta cùng các con nếu không liền ra chắc sẽ bị cháy. Ta nay nên bày trước phương tiện khiến cho các con đặng khỏi nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi trân báu lạ lùng, nếu có chắc chúng nó ưa đắm, mà bảo các con rằng đây này là những món ít có khó đặng mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy, sao chắc buồn ăn năn. Các thứ xe dê, xe hươu, xe trâu như thế, nay ở ngoài cửa có thể dùng dạo chơi. Các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây, tùy ý các con muốn cha đều sẽ cho các con. Lúc bấy giờ các người con nghe cha nói đồ chơi báu đẹp vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ, xô đẩy nhau, cùng đua nhau rủi chạy tranh ra khỏi nhà lửa. Khi đó trưởng giả thấy các con đặng an ổn ra khỏi nhà lửa, đều ở trong đường ngã tư, ngồi nơi đất trống không còn bị chướng ngại, tâm ông thơ thới vui mừng hớn hở. Bấy giờ các người con đều thưa với cha rằng, cha, lúc nãy hứa cho những đồ chơi tốt đẹp nào, xe dê, xe hươu, xe trâu, xin liền ban cho. Xá lợi Phất, khi đó trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn, xe đó cao rộng, chân dọn bằng các món báu, lan can bao quanh bốn phía treo linh, lại dùng màn lọng giăng che ở trên, cũng dùng đồ báu đẹp tốt lạ mà trau dồi đó, dây bằng báu kết thắt các dải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải chồng gối đỏ để trên, dùng châu trắng kéo sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, có sức rất mạnh, bước đi ngay bằng mau lẹ như gió, lại có đông tôi tớ để hầu hạ đó. Vì cớ sao? Vì ông trưởng giả đó của giàu vô lượng, các thứ kho tàng thảy đều đầy ngập. Ông nghĩ rằng của cải của ta nhiều vô cực, không nên dùng xe nhỏ xấu kèm, mà cho các con. Nay những trẻ thơ này đều là con của ta, đồng yêu không thiên lệch. Ta có xe bằng bảy báu như thế, số nhiều vô lượng,
nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó chẳng nên sai khác. Vì sao? Dầu đem xe của ta đó khắp cho cả người một nước hãy còn không thiếu, huống gì là các con. Lúc ấy, các người con đều ngồi xe lớn đặng điều chưa từng có, không phải chỗ trước kia mình trông. Xá Lợi Phất, ý của ông nghĩ sao? Ông trưởng giả đó đồng đem xe trân báu lớn cho các người con, có lỗi hư vọng chăng? Xá Lợi Phất thưa, thưa Thế Tôn, không. Ông trưởng giả đó chỉ làm cho các người con đặng khỏi nạn lửa, toàn thân mạng chúng nó chẳng phải là hư vọng. Vì sao? Nếu được toàn thân mạng bèn đã được đồ chơi tốt đẹp, huống nữa là dùng phương tiện cứu vớt ra khỏi nhà lửa. Thế Tôn, dầu ông trưởng giả đó nhận đến chẳng cho một thứ xe rất nhỏ, còn chẳng phải hư vọng. Vì sao? Vì ông trưởng giả đó trước có nghĩa như vậy, ta dùng trước phương tiện cho các con đặng ra khỏi vì nhân duyên đó, nên không hư vọng vậy. Huống gì ông trưởng giả tự biết mình của giàu vô lượng, muốn lợi ích các con mà đồng cho xe lớn. Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, hay thay như lời ông nói. Xá Lợi Phất, Như Lai cũng lại như thế. Phật là cha của tất cả thế gian. Ở nơi các sự sợ hãi suy não, lo buồn vô minh che tối hết hẳn không còn thừa, mà trọn thành tựu vô lượng tri kiến, trí lực, vô sở úy, có sức đại thần thông, dùng sức trí huệ, đầy đủ các món phương tiện, trí huệ ba la mật, đại từ đại bi thường không hề lười mỏi, hằng vì cầu việc lợi lành cho tất cả muôn loại mà sanh vào nhà lửa tam giới cổ mục này, để độ chúng sanh ra khỏi nạn lửa sanh già bệnh chết. Lo buồn khổ não, ngu si tối tâm ba độc dạy bảo cho chúng sanh đặng vô thượng chánh đặng chánh giác. Ta thấy các chúng sanh bị những sự sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não, nó đốt cháy, cũng vì năm món dục tài lợi mà bị các điều thống khổ, lại vì tham mê đeo đuổi, tìm cầu nên hiện đời thọ các điều khổ, đời sau thọ khổ địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Nếu sanh lên trời và ở trong loài người, thời nghèo cùng khốn khổ, bị khổ về người, bị khổ về người yêu thường xa lìa, kẻ oán ghét lại gặp gỡ, các món khổ như thế mà chúng sanh trong đó vui vẻ dạo chơi, chẳng hay, chẳng biết, chẳng kinh, chẳng sợ, cũng chẳng sanh lòng nhàm, không cầu giải thoát. Ở trong nhà lửa tam giới này, đông tây rảo chạy, dầu bị khổ nhiều vẫn chẳng lấy làm lo. Xá Lợi Phất, Đức Phật thấy việc này rồi bèn nghĩ rằng, ta là cha của chúng sanh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó, ban cho vô lượng vô biên món trí huệ vui của Phật để chúng nó dạo chơi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai lại nghĩ, nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng sức trí huệ bỏ trước phương tiện mà vì chúng sanh khen ngợi các món tri kiến trí lực vô sở úy của Như Lai, ác chúng sanh chẳng có thể do đó mà đặng độ thoát. Vì sao? Vì các chúng sanh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết, lo buồn đau khổ, đương bị thiêu đốt trong nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu được trí huệ của Phật? Xá Lợi Phất, như ông trưởng giả kia, giàu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó, chỉ ân cần phương tiện gắn cứu các con thoát nạn nhà lửa rồi sau đều cho xe trân báu lớn. Đức Như Lai cũng lại như thế, giàu có trí lực cùng sức vô úy mà chẳng dùng đến, chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sanh, vì chúng sanh nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa mà bảo rằng, các ngươi không nên ưa ở trong nhà lửa tam giới, chớ có ham mê các món sắc thinh hương vị xúc thô hèn. Nếu tham mê ắt sanh ái nhiễm, thời sẽ bị nó đốt. Các ngươi mau ra khỏi ba cõi sẽ đặng chứng ba thừa thanh văn duyên giác và Phật thừa. Nay ta vì các người mà bảo nhiệm việc đó quyết không dối vậy, các ngươi chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành. Đức Như Lai dùng phương tiện ấy để dụ dẫn chúng sanh thẳng đến lại bảo, các ngươi nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của các đấng thánh khen ngợi, là pháp tự tại không bị ràng buộc, không còn phải nương giá tìm cầu. Ngồi trong ba thừa này dùng các món căn lực giáp chi thánh đạo, thiền định vô lậu cùng giải thoát tam muội vân vân để tự vui sướng, đặng vô lượng sự an ổn khoái lạc. Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh nào
bề trong có trí tánh. Theo Đức Phật Thế Tôn, nghe pháp tin nhận ân cần tinh tấn, muốn chóng ra khỏi ba cõi tự cầu chứng Niết Bàn, gọi đó là Thanh Văn Thừa. Như các người con kia, vì cầu xe dê mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận rồi ân cần tinh tấn, cầu trí huệ tự nhiên, ưa thích riêng rẽ vắng lặng, sâu rõ nhân duyên của các pháp, gọi đó là duyên giác thừa. Như các người con kia, vì cầu xe hưu mà ra khỏi nhà lửa. Nếu có chúng sanh nào theo Đức Phật Thế Tôn nghe pháp tin nhận siêng tu tinh tấn, cầu nhất thiết trí Phật trí, tự nhiên trí, vô sư trí, các món tri kiến lực vô úy của Như Lai, có lòng thương xót làm an vui cho vô lượng chúng sanh, lợi ích trời người, độ thoát tất cả hạng đó, gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Vì cầu đặng thừa này, thời gọi là Ma Ha Tát. Như các người con kia cầu xe trâu mà ra khỏi nhà lửa xá lợi Phất. Như ông trưởng giả kia thấy các con được an ổn ra khỏi nhà lửa đến chỗ vô úy, ông tự nghĩ, ta của giàu vô lượng nên bình đẳng đem xe lớn đồng cho các con. Đức Như Lai cũng là như thế, là cha của tất cả chúng sanh. Nếu thấy có vô lượng nghìn ức chúng sanh do cửa Phật giáo hóa mà thoát khỏi khổ đường hiểm đáng sợ của ba cõi, đặng sự vui Niết Bàn. Bây giờ Đức Như Lai bèn nghĩ, ta có vô lượng vô biên trí huệ lực vô úy vân vân, tạng pháp của các đức Phật, các chúng sanh này đều là con của ta, đồng ban cho các pháp Đại Thừa, chẳng để cho người được diệt độ riêng, đều đem pháp diệt độ của Như Lai mà cho chúng sanh nó diệt độ. Những chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó, Phật đều cho món vui thiền định giải thoát vân vân của các đức Phật. Các món đó đều là một tướng, một thứ mà các đấng thánh khen ngợi hay sanh ra sự vui sạch màu bậc nhất. Xá lợi Phất, như ông trưởng giả ban đầu dùng ba thứ xe dụ dẫn các con, sau rồi chỉ ban cho xe lớn, vật bảo trang nghiêm an ổn thứ nhất. Xong ông trưởng giả kia không có lỗi hư dối, Đức Như Lai cũng như thế, không có hư dối, ban đầu nói ba thừa dẫn dắt chúng sanh, sau rồi chỉ dùng Đại Thừa mà độ giải thoát đó. Vì sao Như Lai có vô lượng tạng pháp trí huệ, lực vô sở úy, có thể ban pháp Đại Thừa cho tất cả chúng sanh? Chỉ vì chúng sanh không tọa được hết. Xá lợi Phất, vì nhân duyên đó nên phải biết các Đức Như Lai dùng sức phương tiện ở nơi một Phật thừa, phân biệt nói thành ba. Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, thí như ông trưởng giả có một nhà rất lớn, nhà đó đã lâu cũ mà lại rất xấu xa, phòng nhà vừa cao nguy, gốc cột lại gãy mục, chính xuyên đều siêu vẹo, nền móng đã nát rã, vách phên đều sụp đổ, đất bụng rơi rớt xuống, tranh lợp xa tán loạn, kèo đòn sai rời khớp, bốn bề đều cong vậy, khắp đầy những tạp nhơ, có đến 500 người ở độ nơi trong đó, chim si hiu điêu thú, quạ chim thước cưu cáp, loài ngương xà phúc yết, giống ngô công do duyên, loài thủ cung bá túc, dữ ly cùng hề thử, các giống độc trùng dữ, ngang dọc sen rủi chạy, chỗ phân giải hôi thối, đồ bất tịnh chảy tràn, các loài trùng khương lương bu nhóm ở trên đó, cáo sói cùng giả can liếm nhai và giày đạp, cắn xé những thây chết, xương thịt bừa bãi ra, do đây mà bầy chó đua nhau đến ngoạm lấy, ốm đói và sợ sệt, nơi nơi tìm món ăn, giành giật cấu xé nhau, gầm gừ gào sủa rân. Nhà đó sự đáng sợ, những biến trạng dường ấy, khắp chỗ đều có những quỷ ly mị vọng lượng, quỷ dạ xoa quỷ dữ, nuốt ăn cả thịt người, các loài trùng độc dữ, những cầm thú hung ác, ấp cho bú sẵn sanh, đều tự giấu gìn giữ, quỷ dạ xoa đua đến, giành bắt mà ăn đó no nê rồi, lòng hung dữ thêm ăn, tiếng chúng đánh cãi nhau, thật rất đáng lo sợ. Những quỷ cưu bàn trà ngồi xổm trên đống đất, hoặc có lúc hỏng đất, một thước hay hai thước qua rồi lại dạo đi, buông lung chơi cùng giỡn, nắm hai chân của chó, đánh cho la thất thinh, lấy chân đạp trên cổ cũng bố chó để vui. Lại có các giống quỷ thân nó rất cao lớn, trần truồng thân đen xấu, thường ở luôn trong đó, rền tiếng hung ác lớn, kêu la tìm món ăn. Lại có các giống quỷ cổ nó nhỏ bằng kim, lại có các giống quỷ đầu nó như đầu trâu, hoặc là ăn thịt người, hoặc lại ăn thịt chó, đầu tóc rối tung lên, rất ác lại hung hiểm, bị đói khát bức ngặt, kêu la vừa rong chạy, dạ xoa cùng quỷ đói, các chim muông ác độc đói gấp rảo bốn bề, rình xem nơi cửa sổ, các nạn giường thấy đấy, vô lượng việc ghê sợ.
Nhà cũ mục trên đó thuộc ở nơi một người, người ấy vừa mới ra thời gian chưa bao lâu. Rồi sau nhà cửa đó bỗng nhiên lửa cháy đỏ, đồng một lúc bốn bề ngọn lửa đều hừng hực, rường cột và trính xuyên. Tiếng tách nổ vang động, nát gãy rơi rớt xuống, vách phên đều lỡ ngã. Các loài quỷ thần thảy đồng cất tiếng kêu to, các giống chim điêu thú quỷ cưu bàn trà thảy, kinh sợ chạy sảng sốt, vẫn không tự xa đặng. Thú dữ loài trùng độc chui núp trong lỗ hang các quỷ tỳ xá xà, cũng ở trong hang đó vì phước đức kém vậy, bị lửa đến đốt bức, lại tàn hại lẫn nhau, uống máu ăn thịt nhau. Những loại thú dã can thời đều đã chết trước, các giống thú dữ lớn giành đua đến ăn nuốt, khói tanh bay phùng phục phủ khắp bích bốn bề. Loài ngô công do duyên cùng với rắn hôn độc bị lửa lòn đốt cháy, tranh nhau chạy khỏi hang, quỷ bàn trà rình chờ liền bắt lấy mà ăn. Lại có các ngạ quỷ trên đầu lửa bốc cháy, đói khát rất nóng khổ, sản xuất chạy quàng lên. Nhà lửa đó giường ấy rất đáng nên ghê sợ, độc hại cùng tay lửa, các nạn chẳng phải một. Lúc bấy giờ chủ nhà đứng ở nơi ngoài cửa, nghe có người mách rằng: các người con của ông trước đây vì dạo chơi mà đến vào nhà này, thơ bé không hiểu biết chỉ vui ham ưa đắm. Trưởng giả vừa nghe xong kinh sợ vào nhà lửa, tìm phương nghi cứu tế cho con khỏi thiêu hại. Mà dụ bảo các con nói rõ các hoạn nạn, nào ác quỷ độc trùng, hỏa tai lan tràn cháy, các sự khổ thứ lớp nối luôn không hề dứt, loài độc xà ngương phúc và các quỷ dạ xoa cùng quỷ cưu bàn trà, những dã can trùng chó chim điêu thú si hiu lại giống bá túc thảy, đều đói khát khổ gấp, rất đáng phải ghê sợ chỗ khổ nạn như thế, huống lại là lửa lớn. Các con nhỏ không hiểu, dầu có nghe cha dạy cứ vẫn còn ham ưa vui chơi mãi không thôi. Bấy giờ trưởng giả kia mới bèn nghĩ: thế này, các con như thế đó làm ta thêm sầu não. Nay trong nhà lửa này không một việc đáng vui, mà các con ngây dại vẫn ham mê vui chơi, chẳng chịu nghe lời ta, toan sẽ bị lửa hại. Ông bèn lại suy nghĩ nên bày các phương tiện bảo với các con rằng: cha có rất nhiều thứ, các đồ chơi trân kỳ, những xe báu tốt đẹp, nào xe dê xe hươu cùng với xe trâu lớn hiện để ở ngoài cửa. Các con mau ra đây, cha chính vì các con mà sắm những xe này, tùy ý các con thích có thể để dạo chơi. Các con nghe cha nói các thứ xe như vậy, tức thời cùng giành đua rảo chạy ra khỏi nhà đến nơi khoảng đất trống, rời những sự khổ nạn. Trưởng giả thấy các con được ra khỏi nhà lửa ở nơi ngã tư đường đến ngồi tòa sư tử, ông bèn tự mừng rằng: ta nay rất mừng vui, những đứa con ta đây đẻ nuôi rất có lắm, chúng nhỏ dại không hiểu mới lầm vào nhà hiểm, có nhiều loại trùng độc quỷ ly mị đáng sợ, lửa lớn cháy hừng hực bốn phía đều phật lên, mà các trẻ con này lại ham ưa vui chơi, nay ta đã cứu chúng khiến đều đặng thoát nạn. Vì thế các người ơi, ta nay rất vui mừng, khi ấy các người con biết cha đã ngồi an đều đến bên chỗ cha mà thưa cùng cha rằng: xin cha cho chúng con ba thứ xe báu lạ như vừa rồi, cha hứa các con mau ra đây sẽ cho ba thứ xe tùy ý các con muốn, bây giờ chính phải lúc, xin cha thương cấp cho. Trưởng giả giàu có lớn, kho đụng rất nhiều đầy vàng bạc cùng lưu ly sa cừ ngọc mã não, dùng những món vật báu tạo thành các xe lớn, chưng dọn trang nghiêm đẹp, khắp vòng có bao lơn, bốn mặt đều treo linh dây vàng sen thắt, dây vàng sen thắt tụi, lưới mành kết chân châu văn bày phủ phía trên, hoa vàng các chuỗi ngọc lòng thòng rủ khắp chỗ, các màu trang sức đẹp khắp vòng xây quanh xe, dùng nhiễu hàng mềm mại để làm nệm lót ngồi, vải quý mịn rất tốt, giá trị đến nghìn muôn, bóng láng trắng sạch sẽ, dùng trải trùm lên nệm, dùng trải trùm trên nệm, có trâu trắng to lớn, mập khỏe nhiều sức mạnh, thân hình rất tươi tốt để kéo xe báu đó, đông những tôi và tớ mà trực hầu giữ gìn, đem xe đẹp như thế đồng bán cho các con. Các con lúc bấy giờ rất vui mừng hớn hở ngồi trên xe báu đó dạo đi khắp bốn phương, vui chơi nhiều khoái lạc tự tại không ngăn ngại. Bảo Xá Lợi Phất này, Đức Phật cũng như vậy, tôn cả trong hàng thánh cha lành của trong đời, tất cả các chúng sanh đều là con của ta, say mê theo thế lạc, không có chút huệ tâm
Ba cõi hiểm không an dường như nhà lửa cháy, các nạn khổ dẫy đầy, rất đáng nên ghê sợ. Thường có những sanh già bệnh chết và rầu lo, các thứ lửa như thế cháy hừng chẳng tắt dứt. Đức Như Lai đã lìa nhà lửa ba cõi đó, vắng lặng ở thông thả an ổn trong rừng nội. Hiện nay ba cõi này đều là của ta cả, những chúng sanh trong đó cũng là con của ta, mà nay trong ba cõi có nhiều thứ hoạn nạn, chỉ riêng một mình ta có thể cứu hộ chúng, giàu lại để dạy bảo mà vẫn không tin nhận, vì nơi các dục nhiễm rất sanh lòng tham mê. Bởi thế nên phương tiện vì chúng nói ba thừa khiến cho các chúng sanh rõ ba cõi là khổ, mở bày cùng diễn nói những đạo pháp xuất thế. Các người con đó thảy, nếu nơi tâm quyết định đầy đủ ba món minh và sáu món thần thông, có người được duyên giác hoặc bất thối Bồ Tát Xá Lợi Phất phải biết ta vì các chúng sanh dùng món thí dụ này để nói một Phật thừa. Các ông nếu có thể tin nhận lời nói đây, tất cả người đều sẽ chứng thành quả Phật đạo. Phật thừa đây vi diệu rất thanh tịnh, thứ nhất ở trong các thế gian không còn pháp nào trên của các Phật vui ưa, tất cả hàng chúng sanh đều phải nên khen ngợi và cúng dường lễ bái đủ vô lượng nghìn ức các trí lực giải thoát, thiền định và trí huệ cùng pháp khác của Phật chứng đặng thừa như thế khắp các khắp cho các con thảy ngày đêm cùng kiếp số, thường đặng ngồi dạo chơi cho các hàng Bồ Tát cùng với chúng thanh văn nương nơi thừa bảo này mà thẳng đến đạo tràng, vì bởi nhân duyên đó tìm kỹ khắp mười phương lại không thừa nào khác trừ Phật dùng phương tiện bảo với Xá Lợi Phất: bọn ông các người thảy đều là con của ta, ta thời là cha lành các ông, trải nhiều kiếp bị các sự khổ đốt, ta đều đã cứu vớt cho ra khỏi ba cõi. Ta giàu ngày trước nói các ông được diệt độ, nhưng chỉ hết sanh tử mà thiệt thời chẳng diệt. Nay việc nên phải làm chỉ có trí huệ Phật. Nếu có Bồ Tát nào ở trong hàng chúng này có thể một lòng nghe pháp thật của các Phật, các Đức Phật Thế Tôn, dầu dùng trước phương tiện mà chúng sanh được độ đều là Bồ Tát cả. Nếu có người trí nhỏ quá mê nơi ái dục, Phật bèn vì bọn này mà nói lý khổ đế. Chúng sanh nghe lòng mừng đặng điều chưa từng có, Đức Phật nói khổ đế chân thật không sai khác. Nếu lại có chúng sanh không rõ biết gốc khổ, quá say nơi khổ nhân chẳng tạm rời bỏ được, Phật vì hạng người này dùng phương tiện nói vậy. Nguyên nhân có các khổ, tham dục là cội gốc, nếu dứt được tham dục, khổ không chỗ nương đổ. Dứt hết hẳn các khổ gọi là đế thứ ba, vì chứng diệt đế vậy mà tu hành đạo đế, lìa hết các khổ phược gọi đó là giải thoát. Người đó nơi pháp gì mà nói đặng giải thoát, chỉ xa rời hư vọng gọi đó là giải thoát. Kỳ thiệt chưa phải được giải thoát hẳn tất cả, Đức Phật nói người đó chưa phải thiệt diệt độ, vì người đó chưa được đạo quả vô thượng vậy. Ý của ta không muốn cho đó đến diệt độ, ta là đấng pháp vương tự tại nơi các pháp, vì an ổn chúng sanh nên hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất phải biết pháp ấn của ta đây, vì muốn làm lợi ích cho thế gian nên nói tại chỗ ông đi qua, chớ có vọng tuyên truyền. Nếu có người nghe đến tùy hỷ kính nhận lấy, phải biết rằng người ấy là bậc bất thối chuyển. Nếu có người tin nhận kinh pháp vô thượng này, thời người đó đã từng thấy các Phật quá khứ, cung kính và cúng dường cũng được nghe pháp này. Người nào có thể tin chịu lời ông nói, thời chính là thấy ta, cũng là thấy nơi ông cùng các chúng tỳ kheo và các hàng Bồ Tát. Phật là người trí sâu nói kinh pháp hoa này, kẻ thức cạn nghe đến mê lầm không hiểu được. Tất cả hàng thanh văn cùng với Bích Chi Phật ở trong kinh pháp này sức kia không hiểu được. Chính ông Xá Lợi Phất hãy còn nơi kinh này dùng lòng tin đặng vào, huống là thanh văn khác. Bao nhiêu thanh văn khác do tin theo lời Phật mà tùy thuận kinh này, chẳng phải trí của mình lại này. Xá Lợi Phất, kẻ kiêu mạn biến lười, vọng so chấp lấy ngã, chớ vì nói kinh này hạng phàm phu biết cạn, quá mê năm món dục. Lại này Xá Lợi Phất,
Kẻ kiêu mạn biến lười, vọng so chấp lấy ngã, chớ vì nói kinh này, hạng phàm phu biết cạn, quá mê năm món dục, nghe pháp không hiểu được, cũng chẳng nên vì nói. Nếu có người không tin, khinh hủy chê kinh này, thời là dứt tất cả giống Phật ở thế gian. Nếu có người xìu mặt mà cưu lòng nghi hoặc, ông nên lắng nghe nói, tội báo của người đó hoặc Phật còn tại thế hoặc sau khi diệt độ. Nếu có người chê bai kinh điển như thế này, thấy có người đọc tụng biên chép họ trì kinh, rồi khinh tiện ghét ganh mà cưu lòng kết hờn tội báo của người đó, ông nay lại lắng nghe, người đó khi mạng chung sa vào ngục A Tỳ, đầy đủ một kiếp chẳng, kiếp mãn hết lại sanh, cứ xoay vần như thế nhận đến vô số kiếp từ trong địa ngục ra, sẽ đọa vào súc sanh hoặc làm chó giả can, thân thể nó ốm gầy, đen điêu thêm ghẻ lát, bị người thường chọc ghẹo, lại còn phải bị người gớm nhầm và ghét rẻ, thường ngày đói khát khổ, xương thịt đều khô khan, lúc sống chịu khổ sở, chết bị ném ngói đá, vì đoạn mất giống Phật, vì đoạn mất giống Phật nên thọ tội báo đó, hoặc sanh làm lạc đà, hoặc sanh vào loài lừa, thân thường mang kéo nặng, lại thêm bị đánh đập, chỉ nhớ tượng nước cỏ, ngoài ra không biết gì, vì khinh chê kinh này mà mắc tội như vậy. Có khi làm giả can, đi vào trong xóm làng, thân thể đầy ghẻ lát, lại chột hết một mắt, bị bọn trẻ nhỏ vây heo đánh đập liền ném, chịu nhiều các đau khổ, hoặc có lúc phải chết ở đây, vừa chết rồi liền lại thọ thân rắn, thân thể nó dài lớn đêm đến 500 do tuần, điếc ngay và không chân, lăn lóc đi bằng bụng, bị các loài trùng nhỏ cắn rút ăn thịt máu, bị khổ cả ngày đêm không tạm có ngừng nghỉ, vì kinh chê kinh này mà mắc tội như vậy. Nếu được sanh làm người, các căn đều ám độn, lùng xấu lại lệch què, đuôi điếc thêm lưng gù, có nói ra lời gì mọi người không tin nhận, hơi miệng thường hôi thối, bị quỷ mị dựa nhập, nghèo cùng rất hèn hạ, bị người sai khiến luôn, nhiều bệnh thân ốm gầy, không có chỗ cậy nhờ, giàu nương gần với người mà người chẳng để ý, nếu có đặng điều chi thời liền lại quên mất. Nếu học qua nghề thuốc theo đúng phép trị bệnh mà bệnh người nặng thêm, hoặc có khi đến chết, nếu tự mình có bệnh không người chữa lành đặng, giàu có uống thuốc hay mà bệnh càng thêm nặng, hoặc người khác phản nghịch, cướp giật trộm lấy của, các tội dường thế đó lại tự mang và lây. Những người tội như đây trọn không thấy được Phật là vua trong hàng thánh, thường nói pháp giáo hóa. Những người tội như đây thường sanh chỗ hoạn nạn, tâm cuồng loạn, tai điếc, trọn không nghe pháp được, trải qua vô số kiếp như số cát sông Hằng, sanh ra liền điếc câm, các căn chẳng đầy đủ, thường ở trong địa ngục như dạo chơi vườn nhà, ở tại ác đạo khác như ở nhà cửa mình, lạc đà lừa heo chó lại chỗ kia thường đi, vì kinh chê kinh này mắc tội lường, mắc tội dường thể đó. Nếu đặng sanh làm người, điếc đuôi lại câm ngọng, nghèo cùng các tướng suy, dùng đó tự trang nghiêm, sưng bụng bệnh khô khát ghẻ lát cùng ung thư, các bệnh như trên đó dùng làm y phục mặc, thân thể thường hôi hám nhơ nhớp không hề sạch, lòng chấp ngã sâu chặt, thêm nhiều tánh giận hờn, tính dâm dục hãy hừng, đến chẳng chừa cầm thú, vì kinh chê kinh này mắc tội dường thế đó. Bảo cho xá lợi Phất, người kinh chê kinh này nếu kể nói tội kia, cùng kiếp cũng chẳng hết, vì bởi nhân duyên đó, ta vẫn bảo các ông trong nhóm người vô trí chớ nên nói kinh này. Nếu có người lợi căn, sức trí huệ sang láng, học rộng và nhớ dai, lòng mong cầu Phật đạo, những hạng người như thế mới nên vì đó nói. Nếu có người đã từng thấy trăm nghìn ức Phật trồng các cội đức lành, thâm tâm rất bền vững, hạng người được như thế mới nên vì đó nói. Nếu có người tinh tấn, thường tu tập lòng từ, chẳng hề tiếc thân mạng, mới nên vì đó nói. Nếu có người cung kính, không có sanh lòng khác, lìa xa các phàm phu ở riêng trong núi trầm, những hạng người như thế mới nên vì đó nói.
lại xá lợi Phất này, nếu thấy có người nào rời bỏ ác tri thức, gần gũi bạn hiền lành, người được như thế ấy mới nên vì đó nói. Nếu thấy hàng Phật tử giữ giới hạnh trong sạch như minh châu sáng sạch, ham cầu kinh đại thừa, những người được như thế mới nên vì đó nói. Nếu người không lòng giận, chẳng thiệt ý diệu hòa, chắc thiệt ý diệu hòa, thường thương xót mọi loài, cung kính các đức Phật, hạng người tốt như thế mới nên vì đó nói. Lại các hàng Phật tử ở tại trong đại chúng, thuần dùng lòng thanh tịnh các món nhân cùng duyên, thí dụ và lời lẽ, nói pháp không chướng ngại, những người như thế ấy mới nên vì đó nói. Nếu có vị tỳ kheo vì cầu nhất thiết trí, khắp bốn phương cầu pháp, chắp tay cung kính thọ, chỉ ưa muốn thọ trì kinh điển về đại thừa, nhận đến không hề thọ một bài kệ kinh khác, hạng người được như thế mới nên vì đó nói. Như có người chí tâm cầu xá lợi của Phật, cầu kinh cũng như thế, đặng rồi đảnh lễ thọ, người đó chẳng còn lại có lòng cầu kinh khác, cũng chưa từng nghĩ tưởng đến sách vở ngoại đạo, người được như thế ấy mới nên vì đó nói. Bảo cùng xá lợi Phật, ta nói các sự tướng của người cầu Phật đạo, cùng kiếp cũng chẳng hết, những người như thế đó mới có thể tin hiểu. Ông nên vì đó, ông nên vì họ nói kinh diệu pháp Liên Hoa. Nam mô kinh diệu pháp Liên Hoa, nam mô kinh diệu pháp Liên Hoa, nam mô kinh diệu pháp Liên Hoa. Kinh diệu pháp Liên Hoa phẩm tính giải thứ tư. Lúc bấy giờ các ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Viên, Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên từ nơi Phật được nghe pháp chưa từng có, Đức Thế Tôn dự nghi cho ngài xá lợi Phật sẽ thành vô thượng chánh đặng chánh giác, lòng sanh lòng hy hữu hớn hở vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, trịch bày vai hữu gối hữu chấm đất, một lòng chắp tay cúi mình cung kính chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mà bạch cùng Đức Phật rằng: chúng con ở đầu trong hàng tăng tuổi đều già lụng, tự cho đã được niết bàn không kham nhiệm gì nữa, chẳng còn thẳng cầu thêm đạo vô thượng chánh đặng chánh giác. Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa, thân thể mỏi mệt, chớ chỉ nhớ nghĩ ba pháp không, vô tướng vô tác, đối với các pháp du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích. Vì sao Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi đặng chứng niết bàn lại nay đây? Chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đặng chánh giác của Phật dạy Bồ Tát không hề sanh một niệm mưa thích. Chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ ký cho thanh văn sẽ đặng vô thượng chánh đặng chánh giác, lòng rất vui mừng, đặng pháp chưa từng có, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng pháp hy hữu, tự rất mừng may đặng lợi lành lớn, vô lượng trân báu chẳng tìm cầu mà tự đặng. Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Thí như có người tuổi thơ bé, bỏ cha trốn đi qua ở lâu nơi nước khác, hoặc 10, 20 đến 50 năm, người đó tuổi đã lớn lại thêm nghèo cùng khốn khổ, rong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn dạo đi, lần lần tình cờ về bổn quốc, người cha từ trước đến nay tìm con không đặng, bèn ở lại tại nơi thành trong nước đó. Nhà ông giàu lớn của bảo vô lượng, các kho đụng vàng bạc lưu ly san hô hộ phách va lê chân châu vân vân, thảy đều tràn đầy tôi tớ thần tá, lại dân rất đông, voi ngựa xe cộ bò dê nhiều vô số, cho vay thâu vào lời lãi khắp đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Bấy giờ gã nghèo cùng kia dạo đến các tụ lạc, trải qua xóm làng lần hồi, đến nơi thành của người cha ở, người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 50 năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế, chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn, ông tự nghĩ già nua và có nhiều của cải vàng bạc chân báu kho đụng tràn đầy, không có con cái, một mai mà chết mất, thời của cải tản thất không người giao phó, cho nên nâng cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ nếu ta gặp đặng con quỷ phó của cải, thản nhiên khoái lạc không còn sầu lo. Thưa Thế Tôn, bấy giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn, lần hồi tình cờ đến nhà người cha, bèn đứng lại bên cửa xa thấy cha ngồi giường sư tử, ghế báu đỡ chân,
các hàng bà la môn sát đế lợi cư sĩ đều cung kính bao quanh. Trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc trân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm, kẻ lại dân tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên, màn bảo che trên những phăng đẹp hồng xuống. Nước thơm dưới đất rải các thứ danh hoa, các vật báu trưng bày phát ra, thâu vào lấy cho vân vân. Có các sự nghiêm sức dường ấy oai đức rất tôn trọng, gã cung tử thấy cha có lực thế lớn, liền sanh lòng lo sợ hối hận về việc đến nhà này. Nó thầm nghĩ rằng, ông này chắc là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê làm mướn đặng tiền vật, chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức dễ đặng đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây hoặc rồi họ sẽ bức ngặt ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng, của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi, ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp đặng, nay bỗng nó tự đến rất vừa chỗ muốn của ta. Ta giàu tuổi già vẫn còn tham tiếc, ông liền sai người hầu bên đuổi gấp theo bắt lại. Lúc ấy kẻ sứ giả chạy mau qua bắt gã cùng tử kinh ngạc lớn tiếng kêu oan, tôi không hề xúc phạm nhưng sao lại bị bắt. Kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cưỡng dắt đem về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ, không tội chi mà bị bắt bớ đây, chắc định phải chết, lại càng sợ sệt mê ngất ngã xuống đất. Người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng, không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, lấy nước lạnh rưới trên mặt cho nó tỉnh lại, đừng nói chi với nó. Vì sao? Vì cha biết con mình ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang làm khiếp sợ cho con, biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con của mình. Kẻ sứ giả nói với cùng tử, nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng đặng điều chứ từng có, từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. Bấy giờ ông trưởng giả toan muốn dụ dẫn người con mà bày trước phương tiện, mật sai hai người hình sắc tiều tụy không có oai đức. Hai người đi qua xóm kia, từ từ nói với gã cùng tử, nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Gã cùng tử nếu chịu thời dắt về đây khiến làm, nếu nó có hỏi muốn sai làm gì thời nên nói với nó rằng, thuê người hốt phân, chúng ta hai người cũng cùng người chung nhau làm. Khi đó hai người xứ liền tìm gã cùng tử rồi thuật đủ việc như trên. Bấy giờ gã cùng tử trước hỏi lấy giá cả, liền đến hốt phân. Người cha thấy con thương xót và quái lạ. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ xa thấy con ốm mo tiều tụy, phân đất bụi bặm dơ giấy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc, áo tốt mịn màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách chỉnh dơ, bụi đất lấm thân, tay mặt cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sợ, bảo những người làm rằng, các ngươi phải siêng làm việc, chớ nên lười nghỉ, dùng phương tiện đó đặng đến gần người con. Lúc sau lại bảo con rằng, gã nam tử này ngươi thường làm ở đây, đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho người. Những đồ cần dùng như loại bồn chậu gạo bột muối giấm, ngươi chớ tự nghi ngại, cũng có kẻ tớ già hèn hạ, nếu cần ta cấp cho nên phải an lòng, ta như cha của ngươi chớ có sầu lo. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà ngươi thời trẻ mạnh, ngươi thường trong lúc làm việc không lòng dối nghi trễ nải, giận hờn nói lời than oán, nếu không thấy ngươi có các điều xấu đó đều không thấy ngươi có các điều xấu đó như các người làm công khác. Từ ngày nay nhận sau như con đẻ của ta. Tức thời trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con.
từ ngày nay nhẫn sâu, như con đẻ của ta, tức thời trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con. Khi đó gã cùng tử giàu mừng việc tình cờ đó, song vẫn tự cho mình là khách, là người làm công hẹn vì cỡ đó mà trong 20 năm thường sai hốt phân. Sau đó lòng gã mới lần thể tin ra vào, không ngại sợ, nhưng chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ. Thế Tôn, bấy giờ trưởng giả có bệnh, tự biết mình không bao lâu sẽ chết, mới bảo cùng tử rằng: ta nay rất nhiều vàng bạc chân châu, kho đụng tràn đầy, trong đó nhiều ít chỗ đáng xài dùng, ngươi phải biết hết đó. Lòng ta như thế, ngươi nên thể theo ý ta. Vì sao nay ta cùng ngươi bèn không khác, nên gắng dụng tâm chớ để sót mất khi ấy. Cùng tử liền nhận lời bảo lãnh biết các của vật vàng bạc trân báu và các kho tàng mà trọn trong đó, mà trọn không có ý mong lấy của. Đáng chừng bữa ăn, chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm trí hạ liệt cũng chưa bỏ được. Lại trải qua ít lâu sau, cha biết ý chí con lần đã thông thái trọn nên chỉ lớn tự chê tâm ngày trước. Đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hội cả thân tộc, quốc vương, quan đại thần, dòng sát đế lợi, hàng cư sĩ. Khi đã nhóm xong, ông liền tự tuyên rằng: các người nên rõ, người này là con của ta. Các ngài nên rõ, người này là con ta, của ta sanh ra ngày trước, trong thành nọ bỏ ta trốn đi, nổi trôi khổ sở hơn 50 năm. Nó vốn tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở tại thành này, lòng lo lắng tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp đặng nó. Nó thiệt là con ta, ta thiệt là cha nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải, đều là của con ta đó. Đều là của con ta có. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Thế Tôn, khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng: ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng báu này tự nhiên mà đến. Thế Tôn, ông phú trưởng giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử, chịu các sự đau đớn mê lầm không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Ngày nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân dơ, các pháp hí luận, chúng con ở trong đó siêng gắng tinh tấn, đặng đến Niết Bàn. Cái giá một ngày đã đặng đây rồi, lòng rất vui mừng tự cho là đủ, mà tự nói rằng: ở trong pháp của Phật do siêng năng tinh tấn nên chỗ đặng rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng vì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bửu tàng tri kiến của Như Lai. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bày trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật đặng giá Niết Bàn một ngày cho là đặng nhiều rồi. Đối với pháp đại thừa này không có chí cầu, chúng con lại nhân trí huệ của Phật vì các vị Bồ Tát mà chỉ bày diện nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Vì sao? Đức Phật biết chúng con ngưa nơi pháp tiểu thừa nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp. Chúng con không tự biết thiệt là Phật tử, ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không có lẫn tiết. Vì sao chúng con từ xưa đến nay thiệt là Phật tử mà chỉ ưa nói pháp tiểu thừa? Nếu chúng con có tâm ham đại thừa, thời Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa, ở trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách Thanh Văn ham pháp tiểu thừa, nhưng Đức Phật thiệt dùng đại thừa để giáo hóa, vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ nên đặng của Phật tử đều đã đặng đó. Bấy giờ ngài Maha Ca Diếp muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: chúng con ngày hôm nay nghe âm giáo của Phật, lòng hớn hở mừng rỡ, đặng pháp chưa từng có. Phật nói hàng thanh văn sẽ đặng thành quả Phật, đống châu báu vô thượng chẳng cầu tự nhiên đặng. Ví như gã cùng tử thơ bé không hiểu biết, bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nước xa khác, nổi trôi khắp nước ngoài hơn 50 năm dài. Cha gã lòng buồn nhớ, kiếm tìm khắp bốn phương, kiếm tìm đó đã mỏi, liền ở lại một thành,
xây dựng nên nhà cửa, năm món dục tự vui, nhà ông giàu có lớn, nhiều những kho vàng bạc, sa cừ ngọc mã não, chân châu ngọc lưu ly, voi ngựa cùng trâu dê, kiệu cán đủ xe cộ ruộng đất, và tôi tớ nhân dân rất đông nhiều, xuất nhập thâu lời lãi, bèn khắp đến nước khác, khách thương người buôn bán, không xứ nào không có, nghìn muôn ức chúng hội vây quanh cung kính ông, thường được bậc vua chúa mến yêu nhớ tưởng đến, các quan hạng hào tộc đều cũng đồng tôn trọng, vì có các sự duyên, người đến lui rất đông, giàu mạnh như thế đó, có thế lực rất lớn, mà tuổi đã già nua lại càng buồn nhớ con, ngày đêm luống suy nghĩ, giờ chết toan sắp đến, con thơ dại bỏ ta, hơn 50 năm tròn, các của vật kho tàng sẽ phải làm thế nào? Bây giờ gã cùng tự đi tìm cầu ăn mặc, ấp này đến nắp khác, nước này sang nước nọ, hoặc có khi đặng của, hoặc có lúc không đặng, đói thiếu hình gầy gò, thân thể xanh ghẻ lát, lần lựa đi trải qua đến thành cha gã ở, xoay vần làm thuê mướn, bèn đến trước nhà cha. Lúc ấy ông trưởng giả đang ở trong nhà, ông văn màn châu báu lớn ngồi tòa sư tử cao, hàng quyến thuộc vây quanh đồng, đông người đứng hầu hạ, hoặc có người tính toán vàng bạc cùng vật báu của cải ra hoặc vào, biên chép ghi giấy tờ. Gã cùng tự thấy cha quá mạnh giàu tôn nghiêm cho là vị quốc vương, hoặc là đồng bậc vua, kinh sợ tự trách nhầm, tại sao lại đến đây, lại thầm tự nghĩ rằng nếu ta đứng đây lâu hoặc sẽ bị bất ngạc ép buộc sai khiến làm. Suy nghĩ thế đó rồi rảo chạy mà đi thẳng, hỏi thăm xóm nghèo nàn muốn qua làm thuê mướn. Lúc bấy giờ trưởng giả ngồi trên tòa sư tử xa trông thấy con mình, thầm lặng mà ghi nhớ, ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo bắt đem về. Gã cùng tử sợ kêu mê ngất ngã trên đất, người này theo bắt tôi chắc sẽ bị giết chết, cần gì đồ ăn mặc khiến tôi đến thế này. Trưởng giả biết con mình ngu dại lòng hẹp hèn, chẳng chịu tin lời ta, chẳng tin ta là cha, ông liền dùng phương tiện lại sai hai người khác, mắt chột thân lùn xấu, hạng không có oai đức, các ngươi nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó hốt dọn các phân nhơ, trả giá bội cho nó. Gã cùng tử nghe rồi vui mừng theo sứ về, vì dọn các phân nhơ sạch sẽ các phòng nhà. Trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình, nghĩ con mình ngu dại ưa thích làm việc hèn. Lúc đó ông trưởng giả mặc y phục cũ rách, tay cầm đồ hốt phân qua đến chỗ con làm phương tiện lần gần gũi, bảo rằng ráng siêng làm, đã thêm giá cho ngươi và cho dầu xoa chân, đồ ăn uống đầy đủ, thêm nệm chiếu đầy ấm. Cặn kẽ nói thế này, ngươi nên siêng làm việc. Rồi lại dịu dàng bảo, như con thiệt của ta, ông trưởng giả có trí, lần lần cho ra vào, trải qua 20 năm coi sóc việc trong nhà, chỉ cho biết vàng bạc ngọc trân châu pha lê, các vật ra hoặc vào đều khiến gã biết rõ gã vẫn ở ngoài cửa nương náu nơi âm tranh, tự nghĩ phận nghèo nàn ta không có vật đó. Cha biết lòng con mình lần lần đã rộng lớn, muốn giao tài vật cho, liền nhóm cả thân tộc quốc vương, các đại thần, hàng sát lợi, cư sĩ, rồi ở trong chúng này tuyên nói chính con ta bỏ ta đi nước khác trải hơn 50 năm, từ gặp con đến nay đã 20 năm rồi, ngày trước ở thành kia mà mất đứa con này, ta đi tìm khắp nơi, bèn đến ngụ nơi đây. Phàm của cải ta có, nhà cửa cùng nhân dân thảy đều phó cho nó, mặc tình nó tiêu dùng. Người con nhớ xưa nghèo, chí ý rất kém hèn, nay ở nơi cha mình đặng quá nhiều châu báu, và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vật, lòng rất đổi vui mừng đặng điều chưa từng có. Đức Phật cũng như thế, biết con ngươi tiểu thừa nên chưa từng nói rằng các ngươi sẽ thành Phật, mà chỉ nói chúng con đặng có đức vô lậu, trọn nên quả tiểu thừa. Hàng thanh văn đệ tử Đức Phật bảo chúng con nói đạo pháp tối thượng, người tu tập pháp này sẽ đặng thành Phật quả. Chúng con vâng lời Phật, vì các Bồ Tát lớn dùng các món nhân duyên, các môn thí dụ, cùng các môn thí dụ bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng. Các hàng Phật tử thảy từ nơi con nghe pháp, ngày đêm thường suy gẫm, tinh tấn xuyên tu tập, bây giờ các Đức Phật liền thọ ký cho kia, liền thọ ký cho kia, các ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật đạo pháp màu rất bí tàng của tất cả các Phật, chỉ để vì Bồ Tát mà dạy việc thiệt đó, nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chơn yếu này. Như gã cùng tử kia đặng gần bên người cha, giàu lãnh biết các vật nhưng lòng chẳng mong cầu, chúng con giàu diễn nói tạng pháp báu của Phật, tự mình không chí nguyện cũng lại như thế đó.
chúng con diệt bề trong tự cho là đã đủ chỉ xong được việc này, lại không biết việc khác. Chúng con giàu có nghe pháp tịnh cõi nước Phật cùng giáo hóa chúng sanh đều không lòng vui, đều không lòng ưa vui. Như thế là vì sao? Vì tất cả các pháp thảy đều là không lặng, không sanh cũng không diệt, không lớn cũng không nhỏ, vô lậu và vô vi. Suy nghĩ thế đó rồi chẳng sanh lòng ưa muốn, chúng con đã từ lâu. Đối với trí huệ Phật không ham, không ưa thích, không lại có chí nguyện, mà đối với pháp mình cho đó là rốt ráo. Chúng con từ lâu nay chuyên tu tập pháp công đặng thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi trụ, trong thân rốt sâu hữu dư y niết bàn. Đức Phật dạy bảo ra chứng đặng đạo chẳng luống, thời là đã có thể báo được ơn của Phật. Chúng con giàu lại vì các hàng Phật tử thảy tuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo, mà mình đối pháp đó trọn không lòng mong muốn đấng đạo sư buông bỏ. Vì xem biết lòng con ban đầu không khuyên gắng nói những lời có thiệt, như ông trưởng giả giàu biết con chí kém hèn, bèn dùng sức phương tiện để hòa phục tâm con. Vậy sau mới giao phó tất cả tài vật báu. Đức Phật cũng thế đó, hiện ra việc ít có, biết con ưa tiểu thừa, bèn dùng sức phương tiện điều phục tâm của con, rồi mới dạy trí lớn. Chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có, chẳng phải chỗ trước mong, mà nay tự nhiên được như gã cùng tử kia, đặng vô thượng của báu Thế Tôn. Chúng con nay đặng đạo và chứng quả ở nơi pháp vô lậu, đặng huệ nhãn thanh tịnh. Chúng con từ lâu nay dình tịnh giới Phật chế mới ở ngày hôm nay, đặng hưởng quả báo đó trong pháp của Pháp Vương. Lâu tu hành phạm hạnh ngày nay được vô lậu quả báo lớn vô thượng. Chúng con ngày hôm nay mới thiệt là thanh văn, đem tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe. Chúng con ngày hôm nay thiệt là A-la-hán ở nơi các thế gian, trời người và ma phạm khắp ở trong chúng đó đáng lãnh của cúng dường ơn lớn của Thế Tôn. Đem việc ít có này thương xót dạy bảo cho làm lợi ích chúng con, trải vô lượng ức kiếp ai có thể đền được, tay lẫn chân cung cấp, đầu đảnh lễ cung kính, tất cả đem cúng dường đều không thể đền đặng, hoặc dùng đầu đội Phật, hai vai cùng cổng vác, trong kiếp số hằng xa tận tâm mà cung kính, lại đem dân đồ ngon, y phục báu vô lượng và các thứ đồ nằm cùng các món thuốc thang, gỗ ngưu đầu chiên đàn, các vật và các vật trân báu để dựng xây tháp miếu, y báu lót trên đất như các việc trên đây, đem dùng cúng dường Phật, trải kiếp số hằng xa cũng không đền đáp được. Các Phật thật ít có, đấng vô thượng vô biên, đến bất khả tư nghị, đủ sức thần thông lớn, bậc vô lậu vô vi, là vua của các pháp, hay vì kẻ hạ liệt nhận việc cao thượng đó, hiện lấy tướng phàm phu, tùy cơ nghi dạy nói các Phật ở nơi pháp đặng sức rất tự tại, biết các hàng chúng sanh có những điều ưa muốn mà chí lực của nó. Biết các hàng chúng sanh có những điều ưa muốn và chí lực của nó, theo sức nó kham nhiệm, dùng vô lượng thí dụ mà vì chúng nói pháp. Tùy theo các chúng sanh trồng căn lành đời trước, lại biết đã thành thục hay là chưa thành thục, suy lượng những điều đó, phân biệt biết rõ rồi, ở nơi đạo nhất thừa, tùy cơ nghi nói ba. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ hai. Bậc thượng căn lãnh ngộ, hạng trung Hà Nội nghĩ, mở quyền bày thật hội ba thời. Mở quyền bày thật hội ba thời, pháp màu tuyệt sự nói suy, của báu không riêng tư, toàn giao phó cho con nhà. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đức Như Lai dụ nói ba cõi làm nhà, ngoài cửa ba cõi bày ba thứ xe, cá con đua giành ồn ngào, trưởng gia mừng khoe thọ ký quả Phật không sai. Nam mô vị Lai Hoa Quang Phật, Nam mô vị Lai Hoa Quang Phật, Nam mô vị Lai Hoa Quang Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ hai hết. Tiếp theo, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ ba.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ ba Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm dược thảo dụ thứ năm. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Ma Ha Ca Diếp và các đại đệ tử: hay thay Ca Diếp khéo nói rằng công đức chân thần của Đức Như Lai đúng như lời các ông vừa nói. Đức Như Lai lại còn có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ công đức các ông dầu trải qua vô lượng ngực kiếp nói cũng không hết được. Ca Diếp nên biết Đức Như Lai là vua của các pháp, nếu có nói ra lời chi đều không hư dối. Vậy Phật ở nơi tất cả pháp dùng sức trí huệ phương tiện mà diễn nói đó. Pháp của Phật nói thảy đều đến bậc nhất thiết tri. Đức Như Lai xem biết chỗ quy thú của tất cả pháp cũng rõ, biết chỗ tâm sở hành của tất cả chúng sanh thông thấu không ngại. Phật lại ở nơi các pháp rốt ráo rõ biết hết, chỉ bày tất cả trí huệ cho các chúng sanh. Ca Diếp tí như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, nơi núi sông khe hang ruộng đất xanh ra cây cối lùm rừng và các cỏ thuốc, và các cỏ thuốc bao nhiêu giống loại tên gọi màu sắc đều khác. Mây dày bủa giăng trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, đồng thời mưa xối xuống khắp nơi thuần nhuần thấm. Mây dày bủa giăng trùm khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, đồng thời mưa xối xuống khắp nơi nhuần thấm. Cây cối lùm rừng và cỏ thuốc, hoặc thứ gốc nhỏ, thân nhỏ, nhánh nhỏ, lá nhỏ, hoặc thứ gốc bậc vừa, thân vừa, nhánh vừa, lá vừa, hoặc có thứ gốc lớn, thân lớn, nhánh lớn, lá lớn, các cây lớn nhỏ, tùy hạng tượng trung hạ mà hấp thụ khác nhau. Một cụm mây tuôn mưa xuống, xứng theo mỗi giống loại mà cây cỏ đặng sanh trưởng, đâm bông kết trái. Dầu rằng một cõi đất xanh, một trận mưa thấm nhuần mà các cỏ cây đều có sai khác. Ca Diếp nên biết Đức Như Lai cũng lại như thế. Hiện ra nơi đời như là phần mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp cả thế giới. Dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới, cả trời người Atula như mây lớn kia trùm khắp cõi nước Tam Thiên Đại Thiên. Phật ở trong đại chúng mà xướng lời này rằng: Ta là Đấng Như Lai ứng cúng chánh biên tri minh hạnh túc tiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thời làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ, người chưa ăn thời làm cho được ăn, người chưa chứng niết bàn thời làm cho chứng niết bàn. Đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi hàng trời người Atula đều nên đến đây vì để nghe pháp vậy. Bấy giờ có vô số nghìn muôn ngức loài chúng sanh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn tinh tấn hay giải đại của chúng sanh đó, thuận vừa sức nó kham được mà vì chúng nói pháp chủng loại nhiều vô lượng, Đức Phật đều khiến vui mừng đặng nhiều lợi lành. Các chúng sanh này nghe pháp rồi hiện đời ăn ổn, đời sau sanh ở chỗ lành, do đạo được thọ hưởng vui và cũng được nghe pháp. Đã nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại ở trong các pháp, theo sức mình kham được lần lần đều được vào đạo. Như mây lớn kia mưa rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng và cỏ thuốc, theo giống của mọi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sanh trưởng. Đức Như Lai nói pháp một tướng một vị, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo đến bậc nhất thiết chủng trí. Có chúng sanh nào nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì đọc tụng đúng như lời mà tu hành được công đức, tự mình không hay biết. Vì sao? Vì chỉ có Như Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sanh đó, nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì để đặng pháp gì. Chúng sanh ở nơi các bậc chỉ có Đức Như Lai thấy đó đúng như vậy, rõ ràng không bị ngại như cây cối lùm rừng, các cỏ thuốc kia không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. Đức Như Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo, niết bàn, thường tịch diệt, trọn về nơi không.
Phật biết như thế rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh mà dắt dìu nó, cho nên chẳng liền vì chúng vội nói, nhất thiết chủng trí ca diếp ông rất là hy hữu, có thể rõ biết Đức Như Lai tùy cơ nghi nói pháp. Hay tin hay nhận vì sao? Vì các Đức Phật Thế Tôn tùy cơ nghi nói pháp, khó hiểu khó biết. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, pháp phương pháp các cõi hiện ra trong thế gian theo tánh của chúng sanh dùng các cách nói pháp. Đức Như Lai tôn trọng trí huệ rất sâu xa, lâu giữ pháp yếu này, chẳng vội liền nói ra. Người trí nếu được nghe, thời có thể tin hiểu, kẻ không trí nghi hối, thời bèn làm mất hẳn. Ca diếp vì cớ đó theo sức chúng nói pháp, dùng các món nhân duyên cho chúng đặng chánh kiến. Ca diếp ông nên biết thí như vần mây lớn nổi lên trong thế gian, che trùm khắp tất cả mây trí huệ chứa nhuần, chớp nhoáng sáng chói lòa, tiếng sấm xa vang động khiến mọi loài vui đẹp, nhật quang bị che khuất. Trên mặt đất mát mẻ, mây mù xa bủa gần, dường có thể nắm tới. Trận mưa đó khắp cùng bốn phương đều xối xuống, dòng nước tuôn vô lượng, cõi đất đều rút đầy. Nơi núi sông hang hiểm, chỗ rậm rợp sanh ra những cây cối cỏ thuốc, các thứ cây lớn nhỏ trăm giống lúa mộng mạ, các thứ mía cùng nho, nhờ nước mưa đượm nhuần, thảy đều tươi tốt cả. Đất khô khắp được rưới, thuốc cây đều xum xuê. Vần mây kia mưa xuống, nước mưa thuần một vị, mà cỏ cây lùm rừng theo mọi thứ đượm nhuần. Tất cả các giống cây hạng thượng trung cùng hạ, xứng theo tánh lớn nhỏ đều đặn sanh trưởng cả. Gốc thân nhánh và lá trổ bông trái sắc vàng, một trận mưa rưới đến, cây cỏ đều thấm mướt. Theo thể tướng của nó, tánh loại chia lớn nhỏ, nước đượm nhuần vẫn một mà đều được xum xuê. Đức Phật cũng như thế hiện ra nơi trong đời, ví như vần mây lớn che trùm khắp tất cả đã hiện ra trong đời, bèn vì các chúng sanh phân biệt diễn nói bày nghĩa thật của các pháp. Đấng Đại Thánh Thế Tôn ở trong hàng trời người, nơi tất cả chúng hội mà tuyên nói lời này, ta là Bậc Như Lai, là Đấng Lưỡng Túc Tôn, hiện ra nơi trong đời, dường như vần mây lớn, thấm nhuần khắp tất cả, những chúng sanh khô khao, đều làm cho lìa khổ, đặng an ổn vui sướng, hưởng sự vui thế gian, cùng sự vui niết bàn các chúng trời người này. Một lòng khéo lắng nghe đều nên đến cả đây, ra mắt Đấng Vô Thượng, ta là Đấng Thế Tôn, không có ai bằng được. Muốn an ổn chúng sanh nên hiện ra trong đời, vì các đại chúng nói pháp cam lồ trong sạch, pháp đó thuần một vị, giải thoát niết bàn thôi. Dùng một giọng tiếng màu diễn xướng nghĩa nhiệm này, đều thường vì đại thừa mà kết làm nhân duyên. Ta xem tất cả chúng khắp đều bình đẳng cả, không có lòng bỉ tử, cùng với tâm yêu ghét ta không chút tham đắm, cũng không có hạn ngại. Hằng vì tất cả chúng mà bình đẳng nói pháp, như khi vì một người, lúc chúng đông cũng vậy, thường diễn nói pháp luôn, từng không việc gì khác, ngồi đứng hoặc đến đi, trọn không hề nhằm mỏi, đầy đủ trong đầy đủ cho thế gian. Như mưa khắp tấm nhuần, sang hèn cùng thượng hạ, giữ giới hay phá giới oai nghi được đầy đủ, và chẳng được đầy đủ, người chánh kiến tà kiến, kẻ độn căn lợi căn, khắp rưới cho mưa pháp, mà không chút nhàm mỏi. Tất cả hàng chúng sanh được nghe pháp của ta, tùy sức mình lãnh lấy trụ ở nơi các bậc, hoặc là ở trời người làm chuyển luân thánh vương, trời thích phạm các vua. Đó là cỏ thuốc nhỏ, hoặc rõ pháp vô lậu, hay chứng đặng niết bàn khởi sáu pháp thần thông, và đặng ba món minh ở riêng trong núi rừng, thường hành môn thiền định, chứng đặng bậc duyên giác là cỏ thuốc bậc trung. Hoặc cầu bậc Thế Tôn, ta sẽ đặng thành Phật tu hành tinh tấn định, là cỏ thuộc bậc thượng, lại có hàng Phật tử chuyên tâm nơi Phật đạo, thường thực hành từ bi tự biết mình làm Phật, quyết định không còn nghi, gọi đó là cây nhỏ. Hoặc an trụ thần thông, chuyển bất thối pháp luân, độ vô lượng muôn ức trăm nghìn loài chúng sanh, Bồ Tát hạng như thế, gọi đó là cây lớn. Phật chỉ bình đẳng nói, như nước mưa một vị, theo căn tánh chúng sanh mà hưởng thọ không đồng, như những cỏ cây kia được đượm nhuần đều khác. Phật dùng món dụ này để phương tiện trị bày các thứ lời lẽ hay, đều diễn nói một pháp ở nơi trí huệ Phật, như một giọt trong biển, ta rưới trận mưa pháp đầy đủ khắp thế gian, pháp màu thuần một vị, tùy sức riêng tu hành,
như thể lùm rừng cây, và cỏ thuốc những cây tùy giống lớn hay nhỏ lần lần thêm xum xuê pháp của các đức Phật. Thường dùng thuần một vị khiến cho các thế gian đều khắp đặng đầy đủ, lần lựa xuyên tu hành rồi đều đặng đạo quả. Hàng thanh văn duyên giác ở nơi chốn núi rừng, trụ thân hình rốt sau, nghe Phật pháp đặng quả đó gọi là cỏ thuốc, đều đặng thêm lớn tốt. Nếu các vị Bồ Tát trí huệ rất bền vững, rõ suốt cả ba cõi cầu đặng thừa tối thượng, đó gọi là cây nhỏ mà đặng thêm lớn tốt. Lại có vị trụ thiền đặng sức thần thông lớn, nghe nói các pháp công, lòng rất sanh vui mừng, phóng vô số hào quang độ các loài chúng sanh, đó gọi là cây lớn mà đặng thêm lớn tốt. Như thế ca diếp này Đức Phật nói pháp ra, thí như vần mây lớn, dùng nước mưa một vị đượm nhuần nơi hoa người, đều đặng kết trái cả. Ca diếp ông phải biết ta dùng các nhân duyên, các món thí dụ thảy để chỉ bày Phật đạo, đó là ta phương tiện. Các đức Phật cũng thế, nay ta vì các ông nói việc rất chân thật. Các chúng thuộc thanh văn đều chẳng phải diệt độ chỗ các ông tu hành là đạo của Bồ Tát, lần lần tu học xong thảy đều sẽ thành Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thọ Ký Thứ Sáu. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi bảo các đại chúng xướng lời thế này: ông Maha Ca Diếp đệ tử của ta ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các đức Phật. Thế Tôn cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen rộng nói vô lượng đại pháp của các đức Phật, ở nơi rốt sau đặng thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện tệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nước tên Quang Đức kiếp tên là Đại Trạng Nghiêm, Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Cõi nước tốt đẹp không có, các thứ dơ xấu ngói sỏi gai gốc cùng đồ tiện lợi chẳng sạch. Cõi đó bằng thẳng, không có cao thấp hầm hố gò nổng, đất bằng lưu ly cây báu thẳng hàng, vàng rồng làm dây để giăng bên đường, rải các hoa báu khắp nơi sạch sẽ. Bồ Tát trong nước đó đông vô lượng nghìn ức, các chúng thanh văn cũng lại vô số, không có việc ma, dầu là có ma và dân ma nhưng đều hộ trì Phật pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: bảo các tỳ kheo rằng ta dùng mắt của Phật thấy ông Ca Diếp này ở nơi đời vị lai qua vô số kiếp sau sẽ đặng thành Phật quả, mà ở đời vị lai cúng dường và kính thờ đủ 300 muôn ngưỡng các đức Phật. Thế Tôn vì cầu trí huệ Phật mà tịnh tu phạm hạnh, cúng dường đấng tối thượng nhị túc tôn xong rồi tu tập trọn tất cả trí huệ bậc vô thượng, ở nơi thân rốt sau đặng chứng thành Phật, đặng chứng thành làm Phật. Cõi đó rất thanh tịnh, chất lưu ly làm đất, nhiều thứ cây vàng bẩu thẳng hàng ở bên đường, dây vàng giăng ngang đường, người ngó thấy vui mừng, thường thoảng ra hương thơm, rải các thứ hoa đẹp, các món báu kỳ diệu dùng để làm trang nghiêm. Cõi đó rất bằng thẳng, không có các gõ hầm, các hàng chúng Bồ Tát đông không thể xưng kể, tâm các vị hòa diệu đều đặng thần thông lớn, phụng trì các kinh điển đại thừa của các Phật,
Các hạng chúng thanh văn vô lậu thân rốt sau là con của Pháp Vương cũng chẳng thể kể hết. Nhận đến dùng thiên nhãn cũng chẳng thể đếm xiết Phật đó sẽ sống lâu tuổi 20 tiểu kiếp. Chánh pháp trụ ở đời đủ mai hư đủ 20 tiểu kiếp, tượng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Đức Quang Minh Thế Tôn, việc của ngài như thế. Lúc bấy giờ ngài Đại Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Chiên Viên vân vân thấy đều run sợ. Một lần chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không hề tạm rời, liền đồng tiếng nhau nói kệ rằng: Thế Tôn dùng Thế Tôn rất hùng mạnh, Pháp Vương trong dòng thích vì thương xót chúng con mà ban giọng tiếng Phật. Nếu rõ thâm tâm con, được Phật thọ ký cho như dùng cam lồ rưới, từ nóng đặng mát mẹ, như từ nước đói đến bỗng gặp cổ tiệt vua, còn ôm lòng nghi sợ chưa dám tự ăn liền. Nếu lại đặng vua bảo, nếu lại đặng vua bảo vậy sau mới dám ăn. Chúng con cũng như vậy, hằng nghĩ lỗi tiểu thừa, chẳng biết làm thế nào đặng huệ vô thượng Phật. Giàu nghe giọng tiếng Phật nói chúng con thành Phật, còn ôm lòng lo sợ như chưa dám tự ăn. Nếu được Phật thọ ký mới là khoái an vui. Thế Tôn rất hùng mãnh, thường muốn ăn thế gian, xin thọ ký chúng con như đói cần bảo ăn. Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn, bảo các thầy tỳ kheo rằng: Ông Tu Bồ Đề đây đến đời vị lai phụng thờ 300 muôn ức na giao tha Đức Phật, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh đủ đạo Bồ Tát, ở thân rốt sau đặng thành Phật hiệu, danh tướng Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên Hữu Bửu, nước đó tên là Bửu Sanh, cõi đó bằng thẳng, đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, không có những gò hầm cát sỏi, gai chông, cùng tiện lợi dơ giấy, hoa báu trại đất, khắp nơi sạch sẽ, nhân dân cõi đó đều ở đài báu và lầu gác quý đẹp, hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng, vô biên, tính kể cùng thí dụ đều không thể kể biết. Các chúng Bồ Tát đông vô số, nghìn muôn ức na do tha Đức Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ đời 20 tiểu kiếp. Đức Phật đó thường ở trên hư không, vì chúng nói pháp độ thoát đặng vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Các chúng tỳ kheo này, nay ta bảo các ông đều nên phải một lòng lắng nghe lời ta nói. Đệ tử lớn của ta là ông Tu Bồ Đề, rồi sẽ đặng làm Phật, hiệu gọi là danh tướng, sẽ phải cúng vô số muôn ức các đức Phật theo hạnh của Phật làm, lần lần đủ đạo lớn thân rốt sau sẽ đặng 32 tướng tốt, xinh lịch đẹp đẽ lắm, dường như núi báu lớn, cõi nước của Phật đó trang nghiêm sạch thứ nhất, chúng sanh nào được thấy, không ai chẳng ưa mến. Phật ở trong cõi đó, độ thoát vô lượng chúng, trong pháp hội của Phật các Bồ Tát đông nhiều, thảy đều bậc lợi căn, chuyển pháp luân bất tối, cõi nước đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm. Các chúng thanh văn lớn chẳng có thể đếm kể, đều đặng ba món minh, đủ sáu thứ thần thông, trụ tám pháp giải thoát, có oai đức rất lớn. Đức Phật đó nói pháp hiện ra vô lượng món, pháp thần thông biến hóa chẳng thể nghĩ bàn được. Các hàng trời nhân dân, số đông như hằng sa, đều cùng nhau chắp tay lắng nghe lãnh lời Phật. Đức Phật đó sẽ thọ tuổi 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ lại đời đủ 20 tiểu kiếp, tượng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo các chúng tỳ kheo, ta nay nói với các ông Đại Ca Chiên Viên này ở đời sẽ tới dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ 8.000 ức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng ngay bằng 500 do tuần. Tháp miếu đó dùng 7 món báu, vàng bạc lưu ly sa cừ mã não chân châu và mai khôi hiệp lại thành. Cúng dường tháp miếu bằng các thứ hoa chuỗi ngọc hương xoa, hương bột hương đốt, lọng nhiễu tràng phan. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường 20 muôn ức Phật cũng như trước, cúng dường các đức Phật đó rồi, đủ đạo Bồ Tát sẽ đặng làm Phật, hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê, cây báu trang nghiêm, vàng rồng làm dây để giăng bên đường, hoa đẹp trải đất khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng, không có bốn đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, các trời cùng người rất đông, các chúng thanh văn và Bồ Tát vô lượng
Muôn nước trang nghiêm nước đó, Đức Phật đó thọ 12 triệu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 triệu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 triệu kiếp. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: các chúng tỳ kheo này đều nên một lòng nghe như lời của ta nói, chân thiệt không khác lạ ông ca chiên viên này. Sau sẽ dùng các món đồ cúng dường tốt đẹp mà cúng dường các Phật, các Đức Phật diệt rồi, dựng tháp bằng bảy báu, cũng dùng hoa và hương để cúng dường xá lợi, thân rốt sau của ông đặng trí huệ của Phật, thành bậc đặng chánh giác, cõi nước rất thanh tịnh, độ thoát đặng vô lượng, muôn ức hàng chúng sanh đều được mười phương khác tường đến kính cúng dường ánh sáng của Phật đó, không ai có thể hơn. Đức Phật đó hiệu là Diêm Phù Kim Quang Phật, Bồ Tát và Thanh Văn dứt tất cả hữu lậu đông vô lượng vô số trang nghiêm cõi nước đó. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng: ta nay nói với các ông Đại Mục Kiền Liên đây sẽ dùng các món đồ cúng mà cúng dường 8.000 cái Đức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi chư Phật diệt độ đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng bằng thẳng 500 do tuần, dùng 7 món báu vàng bạc lưu ly sa cừ mã não trân châu và mai côi hiệp lại thành, đem các thứ hoa chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt lọng nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp. Sau lúc ấy lại sẽ cúng dường 200 muôn ước các Đức Phật cũng như trước, rồi sẽ đặng thành Phật hiệu Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trường phu Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Hỷ Mạn, nước tên là Ý Lạc, cõi đó bằng thẳng, chất pha lê làm đất, cây báu trang nghiêm, rải hoa trân châu khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng, các hàng trời người rất đông, Bồ Tát và Thanh Văn số nhiều vô lượng. Đức Phật đó thọ 24 triệu kiếp, chánh pháp trụ lại đời 40 triệu kiếp, tượng pháp cũng trụ 40 triệu kiếp. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đệ tử của ta đây là Đại Mục Kiền Liên, bỏ thân người này rồi sẽ đặng gặp 8.200 muôn ức vị các Đức Phật Thế Tôn. Ông vì cầu Phật đạo nên cúng dường cung kính ở nơi các Đức Phật, thường tu trì phạm hạnh ở trong vô lượng kiếp phụng trì pháp của Phật. Các Đức Phật diệt rồi xây tháp bằng bảy báu, tháp vàng rất cao rộng, dùng hoa hương kỹ nhạc để dùng dân cúng dường tháp miếu của Đức Phật, lần lần đặng đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi ở nơi nước Ý Lạc mà đặng thành quả Phật hiệu là Đa-ma-la Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Đức Phật đó thọ mạng 24 triệu kiếp, thường vì hàng trời người mà diễn nói Phật đạo, chúng thanh văn vô lượng như số cát sông Hằng đủ ba minh sáu thông, đều có oai đức lớn, Bồ Tát đông vô số, chí bền lòng tinh tấn ở nơi trí huệ Phật đều không hề thối chuyển. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ đời đủ 40 triệu kiếp, tượng pháp cũng như thế, các đệ tử của ta bậc oai đức đầy đủ, số đó 500 người ta đều sẽ thọ ký ở nơi đời vị lai, đều đặng chứng thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay sẽ thuật nói, các ông khéo lắng nghe. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Hoa Thành Vô Thứ Bảy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Hóa Thành Vô Thứ Bảy. Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo, thọ quá khứ vô lượng vô biên, bấm khả tư nghị tăng kỳ kiếm đã qua, lúc bây giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Trí Thắng Như Lai, ứng cung chánh biến tri minh hành tung thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Đường đó tên Hảo Thành Kiếp, tên Đại Thượng Các Tỳ Kheo, từ khi đứng phần đó diệt đồ nhận đến nay rất là lâu xa, thì như địa chốn trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem mài làm mực rồi đi cõi 1.000 cõi nước ở phương Đông, bèn chấm một điểm chừng bằng bùi nhỏ, lại qua 1.000 cõi nước nữa cũng chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm hết mực mai bằng địa chung ở trên ý. Các ông nghĩ sao? Ca cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết đặng ngặn me số đó chăng?
Thưa Thế Tôn, không thể biết các tỳ kheo những cõi nước của người đó đi qua hoặc có chấm mực hoặc không có chấm mực đều nghiền nát cả ra làm bụi. Một cột bụi là một kiếp, từ đức phần đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số đó vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức nga tăng kỳ kiếp. Ta dùng sức tri kiến của Như Lai xem thuở lâu xa đó dường như hiện ngày nay. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Ta nhớ đời quá khứ vô lượng vô biên kiếp, có Phật Lượng Túc Tôn hiệu Đại Thông Trí Thắng, như người dùng sức mài cõi tam thiên đại thiên hết tất cả địa chủng thấy đều làm thành mực quá hơn nghìn cõi nước, bèn chấm một điểm trần như thế lần lượt chấm hết các mực trần này bao nhiêu cõi nước đó, điểm cùng chẳng điểm thảy lại đều nghiền làm bụi, một bụi làm một kiếp, kiếp số lâu xa kia lại nhiều hơn số bụi Phật đó diệt đến nay vô lượng kiếp. Như thế trí vô ngại của Phật biết Phật đó diệt độ và Thanh Văn Bồ Tát như hiện nay thấy diệt các tỳ kheo nên biết trí Phật tịnh vi diệu vô lậu và vô ngại suốt thấu vô lượng kiếp. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Đức Đại Thông Trí Thắng Phật thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Đức Phật đó khi trước lúc ngồi đạo tràng phá quân ma rồi sắp đặng đạo vô thượng chánh đặng chánh giác mà Phật pháp chẳng hiện ra trước, như thế một tiểu kiếp cho đến 10 tiểu kiếp ngồi xếp bằng thân và tâm đều không động mà các Phật pháp còn chẳng hiện ra trước. Thuở đó các vị trời đao lợi ở dưới cội cây bồ đề đã trước vị Đức Phật đó mà trải tòa sư tử cao một do tuần. Phật ngồi nơi tòa này sẽ đặng đạo vô thượng chánh đặng chánh giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, các trời Phạm Thiên Vương dưới những hoa trời khắp 40 do tuần, gió thơm lâu lâu thổi đến, thổi dẹp hoa héo, rồi rưới hoa mới mãi như thế không ngớt mãi 10 tiểu kiếp để cúng dường Đức Phật. Nhận đến khi Phật diệt độ thường rưới hoa này, các trời Tứ Thiên Vương vì cúng dường Phật nên thường đánh trống trời. Ngoài ra các vị trời khác trỗi kỹ nhạc trời mãn 10 tiểu kiếp, đến khi Phật diệt độ cũng lại như thế. Các tỳ kheo, Đức Đại Thông Trí Thắng Phật quá 10 tiểu kiếp các Phật pháp hiện ra trước thành đạo vô thượng chánh đặng chánh giác. Lúc Phật chưa xuất gia có 16 người con trai, người con cả tên Trí Tích. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp báu lạ, nghe cha chứng đặng quả vô thượng chánh đặng chánh giác đều bỏ đồ báu của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc theo đưa ông nội là vua Chuyển Luân Thánh Vương cùng 100 vị đại thần và trăm nghìn muôn ức nhân dân khác đều vây quanh nhau đi theo đến đạo tràng. Mọi người đều đến gần gũi Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Khi đã đến nơi, tất cả đem đầu mặt mình lạy chân Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật rồi nói kệ khen Phật: Thế Tôn oai đức lớn, vì muốn độ chúng sanh trong vô lượng ức năm bèn mới đặng thành Phật, các nguyện đã đầy đủ hay thay lành vô thượng. Thế Tôn rất ít có một phen ngồi 10 kiếp thân thể và tay chân yên tĩnh không hề động, tâm Phật thường lặng lẽ, chưa từng có tán loạn, trọn rốt ráo vắng bặt, an trụ pháp vô lậu. Ngày nay thấy Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng ta được lợi lành, mừng rỡ rất vui đẹp. Chúng sanh thường đau khổ, đuôi mù không đạo sư, chẳng biết đạo dứt khổ, chẳng biết cầu giải thoát, lâu ngày thêm nẻo ác, giảm tổn các chúng trời, từ tối vào nơi tối, chọn chẳng nghe danh Phật. Nay Phật đặng vô thượng, đạo an ổn vô lậu chúng ta và trời người, vì đặng lợi lớn tột, cho nên đều cúi đầu, quy mạng đấng vô thượng. Bấy giờ, 16 vị thiên tử nói kệ khen Đức Phật rồi liền khuyến thỉnh Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân, đều thưa rằng Đức Thế Tôn nói Pháp được an ổn, thương xót làm lợi ích cho các trời và nhân dân, lại nói kệ rằng
Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, đằng trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp độ thoát cho chúng con. Vì các loài chúng sanh sinh phân biệt chỉ bày cho đặng trí huệ Phật, nếu chúng con thành phần chúng sanh cũng được thế. Thế Tôn biết chúng sanh thân tâm nghĩ tưởng gì, cũng biết đạo chúng làm lại, biết xưng trí huệ muốn ưa và tu phước nghiệp gây tạo đời trước. Thế Tôn biết cả rồi nên truyền pháp vô thượng. Phật bảo các tỳ kheo, lúc đức đại thông trí thắng Phật, đặng quả vô thượng, đặng chánh giác, trong mười phương mỗi phương đều 500 muôn ngức các cõi nước Phật, 6 điệu vang động trong các cõi nước đó, chỗ tối tăm ánh sáng của nhật nguyệt không soi tới đặng mà đều sáng rỡ, trong đó chúng sanh đều đặng thấy nhau, đồng nói rằng trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh. Lại trong các cõi đó cung điện của chư thiên cho đến phạm cung 6 điệu vang động, hào quang lớn soi khắp cùng đầy cõi nước, sáng hơn ánh sáng của trời. Bấy giờ phương đông 500 muôn ngức các cõi nước cung điện của trời Phạm Thiên, ánh sáng soi trói gấp bội hơn ánh sáng thường ngày, các Phạm Thiên Vương đều tự nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có, vì nhân duyên gì mà hiện điềm tốt này. Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Trong chúng đó có một vị Phạm Thiên Vương lớn tên, cứu nhất thiết vì các phạm chúng mà nói kệ rằng: các cung điện chúng ta sáng suốt chưa từng có, đây là nhân duyên gì phải nên chung nhau tìm, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời mà ánh sáng lớn này khắp soi cả mười phương. Bấy giờ 500 muôn ngức cõi nước các vị Phạm Thiên Vương cùng chung với cung điện, mỗi vị đều lấy đẩy đựng các thứ hoa trời đồng đi đến phương Tây suy tìm. Tướng sáng đó, thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, hàng chư Thiên Long Vương Càn Thác Bà Cẩn Na La Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân vân vân cung kính vây quanh Đức Phật, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Tức thời các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lại chân Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời mà rải trên Đức Phật. Hoa của mấy ông rải nhóm như núi diệu cao, cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cây bồ đề đó cao 10 do tuần, cúng dường hoa xong mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Đức Phật đoái thương lợi ích cho chúng con. Con xin dâng cung điện dâng cúng đây, xin nạp ở. Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật, một lòng đồng tiếng dùng kệ khen rằng: Thế Tôn rất ít có thể gặp gỡ đặng đủ vô lượng công đức hay cứu hộ tất cả thầy lớn của trời người, thương xót ở trong đời mười phương các chúng sanh khắp đều nhờ lợi ích chúng con từng theo đến. 500 muôn ngức nước bỏ vui thiền định sâu, vì để cúng dường Phật chúng con phước đời trước cung điện rất tốt đẹp, nay đem dâng Thế Tôn, cúi xin thương nạp thọ. Bấy giờ các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Đức Phật rồi đều thưa rằng: cúi xin Thế Tôn chuyển Pháp Luân độ thoát chúng sanh, mở đường Niết Bàn. Khi ấy các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng: Thế Hùng Lượng Túc Tôn, cúi xin diễn nói Pháp, dùng sức từ bi lớn độ chúng sanh khỏi khổ não. Lúc đó Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai lặng yên nhận lời đó. Lại nữa các tỳ kheo phương Đông Nam 500 muôn ngức cõi nước các vị Phạm Thiên Vương đều tự thấy cung điện mình sáng, tự thấy cung điện mình ánh sáng chói lòa từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở sanh lòng hy hữu, liền cùng đến nhau chung bàn việc đó. Lúc ấy trong chúng đó có một vị Phạm Thiên Vương tên là Đại Bi, vì các vị phạm chúng mà nói kệ rằng: việc đó nhân duyên gì mà hiện tướng như thế, các cung điện chúng ta sáng suốt xưa chưa từng có, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời, chưa từng thấy tướng này nên chung một lòng cầu, quá nghìn muôn ngức cõi theo luồng sáng tìm đến, phần nhiều Phật ra đời, độ thoát khổ chúng sanh. Bấy giờ 500 muôn ngức các vị Phạm Thiên Vương cùng chung với cung điện lấy đẩy đựng các thứ hoa trời, đồng đến phương Tây Bắc suy tìm tướng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, các hàng chư Thiên Long Vương Càn Thác Bà Cẩn Na La Ma Hầu La Già nhân cùng phi nhân vân vân cung kính vây quanh, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển Pháp Luân. Khi ấy các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lạy chân Phật,
đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời mà rải trên Đức Phật. Hoa rải đó nhóm như núi diệu cao, cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường hoa xong, đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Phật thương xót lợi ích cho chúng con, những cung điện dâng đây cuối xin nhận ở. Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật, một lòng đồng tiếng nói kệ khen rằng: Thánh Chúa Vua trong trời, tiếng ca lăng tận gia, thương xót hàng chúng sanh, chúng con nay kính lễ. Thế Tôn rất ít có, lâu xa một lần hiện. 180 kiếp luống qua không có Phật, ba đường dữ đẩy, ba đường dữ dãy đầy, các chúng trời giảm mịt. Nay Phật hiện ra đời, làm mắt cho chúng sanh, chỗ quy thú của đời, cứu hộ cho tất cả, là cha của chúng sanh. Thương xót làm lợi ích, nhờ phước lành đời trước, nay đặng gặp Thế Tôn. Khi đó các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Phật xong, đều thưa rằng: cuối sinh đứng Thế Tôn thương xót tất cả chuyện pháp luân cho, để độ thoát chúng sanh. Lúc ấy các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng: đại thánh chuyển pháp luân chỉ bày các pháp tướng độ chúng sanh đau khổ, khiến đặng rất vui mừng chúng sanh nghe pháp này, đặng đạo hoặc sanh thiên, các đường dữ giảm mịt, bậc nhẫn thiện thêm nhiều. Khi đó Đức Đại Thông Trí Thắng Phật lặng yên nhận lời. Lại nửa này tỳ kheo, 500 muôn ức cõi nước ở phương Nam, các vị đại phạm vương đều tự thấy cung điện mình ánh sáng chói lòa từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở sanh lòng hy hữu, liền đến cùng nhau chung bàn việc đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng chói này? Trong chúng đó có một vị Phạm Thiên Vương lớn tên là Diệu Pháp, vì hàng phạm chúng mà nói kệ rằng: các cung điện chúng ta quang minh rất oai diệu, đây không phải không nhân, tướng này phải tìm đó, quá hơn trăm nghìn kiếp chưa từng thấy tướng này, là trời đại đức sanh hay Đức Phật ra đời? Bấy giờ 500 muôn ức Phạm Thiên Vương cùng cung điện chung, mỗi vị dùng đẩy đựng các thứ hoa trời đồng đến phương Bắc suy tìm tướng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi trên tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội cây bồ đề, hàng các hàng chư thiên Long Vương Càng Tháp Bà Cẩm Na La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân vân vân cung kính vây quanh, cùng thấy 16 vị thiên tử thỉnh Phật chuyển pháp luân. Khi đó các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lễ Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời mà rải trên Đức Phật. Hoa rải đó nhóm như núi diệu cao, và để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường hoa xong, mỗi vị đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Đức Thế Tôn đoái thương lợi ích chúng con, cung điện của chúng con dâng đây cuối xin nhận ở. Bấy giờ các vị đại Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật, một lòng đồng tiếng nói kệ khen rằng: Thế Tôn rất có thấy, bậc phá các phiền não hơn 130 kiếp, nay mới thấy một lần, hàng chúng sanh đói khát, nhờ mưa pháp đầy đủ, xưa chỗ chưa từng thấy, đấng vô lượng trí huệ như hoa ưu đầm bạc, ngày nay mới gặp gỡ cung điện của chúng con, nhờ hào quang được đẹp, Thế Tôn đại từ mẫn, cuối xin thương nhận ơn. Khi đó các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Đức Phật rồi đều bạch rằng: cuối mong Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, làm cho tất cả thế gian các hàng trời ma phạm sa môn bà la môn đều được an ổn mà được độ thoát. Lúc ấy các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng tiếng nói kệ rằng: cuối mong Thiên Nhân Tôn chuyển pháp luân vô thượng, đánh vang pháp cổ lớn mà thôi pháp loa lớn, khắp rươi pháp vụ lớn, độ vô lượng chúng sanh, chúng con đều quy thịnh nên nói tiếng sâu xa. Kỳ đó Đức Đại Thông Trí Thắng Phật lặng yên nhận lời đó. Phương Tây Nam nhận đến phương dưới cũng lại như thế. Bấy giờ 500 muôn ức cõi nước ở thượng phương, các vị Đại Phạm Thiên Vương thảy đều tự thấy cung điện của mình nở ánh sáng
chói rực từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở, sanh lòng hy hữu, liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng này? Lúc đó trong chúng có một vị đại phạm thiên vương tên là Thi Khí, vì hàng phạm chúng mà nói kệ rằng: Nay vì nhân duyên về cung điện của chúng ta ánh sáng ngoài đức chói, đẹp đẽ chưa từng có, tướng tốt như thế đó. Xưa chưa từng nghe thấy là trời đại đức xanh hay là Phật xa đời. Bây giờ 500 muôn ngức các vị phạm thiên vương cùng cung điện chung, mỗi vị đều dùng đẩy đựng các thứ hoa trời, đồng đến phương dưới suy tìm tướng sáng đó. Thấy đức đại thông trí thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội bồ đề, hàng chư thiên long vương Càn Tháp Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân vân vân cung kính vây quanh, và thấy 16 vị vương tử thịnh đức Phật chuyển pháp luân. Lúc đó các vị phạm thiên vương đầu mặt lạy chân Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời rải trên đức Phật. Hoa rải đó nhóm như núi diệu cao, và để cúng dường cây bồ đề của Phật, cúng dường hoa xong, đều đem cung điện dâng lên đức Phật mà bạch rằng: Xin đoái thương lợi ích chúng con, cung điện dân đây cuối mong Phật nạp ở. Lúc đó các vị phạm thiên vương liền ngỡ trước Phật một lòng đồng tiếng dùng kệ khen rằng: Hay thay thấy các Phật, đấng thánh tôn cứu thế hay ở ngục tam giới cứu khỏi các chúng sanh, thiên nhân tôn trí khắp thương xót loài quần manh, hay khai môn cam lộ rộng độ cho tất cả. Lúc xưa vô lượng kiếp luống qua không có Phật, khi Phật chưa ra đời, mười phương thường mờ tối, ba đường dữ thêm đông, Atula cũng thạnh, các chúng trời càng bớt chết nhiều. Đọa ác đạo, chẳng theo Phật nghe Pháp, thường lập việc chẳng lành, sắc lực cùng trí huệ, các việc đều giảm ít, vì tội nghiệp nhân duyên, mắc vui cùng tưởng vui. Trụ nơi Pháp tà kiến, chẳng biết nghi tắc lành, chẳng nhờ Phật hóa độ, thường đọa trong ác đạo. Phật là mắt của đời, lâu xa mới hiện ra, vì thương các chúng sanh nên hiện ở trong đời, siêu việt thành chánh giác, chúng con rất mừng vui. Và tất cả chúng khác mừng khen chưa từng có, cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp, nay đem dân Thế Tôn cuối mong thương nhận ở. Nguyện đem công đức này khắp đến cho tất cả chúng con cùng chúng sanh đều đồng thành Phật đạo. Khi đó 500 muôn ức các vị phạm thiên vương nói kệ khen đức Phật rồi, đều bạch Phật rằng: Cuối mong Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, nhiều chỗ an ổn, nhiều chỗ độ thoát. Lúc ấy các vị phạm thiên vương đồng nói kệ rằng: Thế Tôn chuyển pháp luân, đánh trống pháp cam lồ, độ chúng sanh khổ não, mở bày đường niết bàn, cuối mong nhận lời con dùng tiếng vi diệu lớn thương xót mà nói bày pháp tu vô lượng kiếp. Lúc bấy giờ đức đại thông trí thắng Như Lai nhận lời thỉnh của các phạm thiên vương và 16 vị vương tử, tức thời ba phen chuyển pháp luân 12 hành, hoặc là sa môn bà la môn, hoặc là trời ma phạm và các thế gian khác, đều không thể chuyển được. Nói đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Và rộng nói pháp 12 nhân duyên: vô minh duyên lành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử, ưu, bi, khổ, não. Vô minh diệt, thời hành diệt thời thức diệt thời danh sắc diệt thời lục nhập diệt thời xúc diệt thời thọ diệt thời ái diệt thời thủ diệt thời hữu diệt thời sanh diệt thời lão, tử, ưu, bi, khổ, não diệt. Đức Phật ở trong đại chúng trời người, khi nói pháp đó có 600 muôn ngức na do tha người, do vì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu tâm được giải thoát, đều đặng thiền định sâu màu, 3 món minh, 6 món thông, đủ 8 món giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, có nghìn muôn ngức hằng hà sa na do tha chúng sanh cũng bởi không thọ tất cả pháp
mà nơi các lậu tâm được giải thoát. Từ đây nhẫn sau, các chúng thanh văn nhiều vô lượng vô biên, không thể tính kể được. Bây giờ, 16 vị vương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm sa di các căn thông lợi, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường trăm nghìn muôn ức các đức Phật, tịnh tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bạch cùng đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn, các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tựu xong, đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nghe xong đều đồng tu học Thế Tôn, chúng con có chí mong được tri kiến của Như Lai chỗ nghĩ tưởng. Trong thâm tâm đức Phật tự chứng biết cho, lúc đó tám muôn ức người trong chúng của chuyển Luân Thánh Vương dắt đến, thấy 16 vị vương tử xuất gia cũng tự cầu xuất gia, vua liền thuận cho. Bấy giờ đức Phật nhận lời thỉnh của Sa Di, qua hai muôn kiếp sau mới ở trong hàng bốn chúng nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đức Phật nói kinh đó xong, 16 vị Sa Di vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều đồng thọ trì đọc tụng thông thuộc. Lúc nói kinh đó, 16 vị Sa Di Bồ Tát thảy đều tinh thọ, trong chúng thanh văn cũng có người tinh hiểu. Ngoài ra, nghìn muôn ức loại chúng sanh đều sanh lòng nghi lầm. Phật nói kinh đó suốt 8.000 kiếp chưa từng thôi bỏ. Phật nói kinh đó xong, liền vào tỉnh thất, trụ trong thiền định 84.000 kiếp. Bấy giờ, 16 vị Bồ Tát Sa Di biết Phật nhập thất, trụ trong thiền định vắng bặt, mỗi vị đều lên pháp tòa, cũng trong 84.000 kiếp, vì bốn bộ chúng rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mỗi vị đều độ 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh, chỉ dạy cho được lợi mừng, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Đại Thông Trí Thắng Phật qua 84.000 kiếp sau, từ tam muội dậy qua đến pháp tòa mà ngồi an lành khắp bảo trong hàng đại chúng. 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là ít có, các căn thông lẹ trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức vô số đức Phật ở chỗ các đức Phật thường tu hạnh thanh tịnh, thọ trì trí của Phật để chỉ dạy chúng sanh, làm cho vào trong đó các ông phải luôn luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy. Vì sao? Nếu các hàng thanh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói mà thọ trì không mất, thời người đó sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trí huệ của Như Lai. Phật bảo các tỳ kheo, 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, 600 muôn ngức na do tha hằng hà sa chúng sanh của mỗi vị Bồ Tát hóa độ đó, đời đời sau ra đời, đời đời sau sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung, theo nghe pháp với Bồ Tát thảy đều tin hiểu, nhờ nhân duyên đó mà đặng gặp bốn muôn ức các đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chẳng ngớt. Các tỳ kheo, ta nói với các ông, 16 vị Sa Di đệ tử của đức Phật kia đây đều chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đương nói pháp trong cõi nước ở mười phương, có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát thanh văn để làm quyến thuộc. Hai vị Sa Di làm Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Xúc ở nước Hoan Hỷ, vị thứ hai tên là Tu Di Đảnh. Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Diệt. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam, vị thứ nhất tên là Đế Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Tây, vị thứ nhất tên là A-di-đà, vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Đa-ma-la Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông, vị thứ hai tên là Tu Di Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại, vị thứ hai tên là Vân Tự Tại Vương. Một vị làm Phật ở phương Đông Bắc, hiệu Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy, vị thứ 16, chính ta là Thích Ca Mâu Ni Phật.
ở cõi nước Ta Bà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn ức hằng hà sa chúng sanh, vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác theo ta nghe pháp, những chúng sanh đó đến nay có người trụ bậc thanh văn, ta thường giáo hóa pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những bọn người này đáng dùng pháp đó mà lần vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu, vô lượng hằng hà sa chúng sanh được hóa độ trong thuở đó chính là bọn ông, các tỳ kheo. Và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời vị lai, sau khi ta diệt độ lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hạnh của Bồ Tát, tự ở nơi công đức của mình được tưởng cho là diệt độ sẽ nhập niết bàn. Ta ở nơi nước khác làm Phật lại có tên khác, người đó giàu sanh lòng tưởng là diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ của Phật được nghe kinh này chỉ do Phật thừa mà được diệt độ, lại không có thừa nào khác trừ các đức Như Lai phương tiện nói pháp. Các tỳ kheo, nếu đức Như Lai tự biết giờ niết bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bền chắc rõ thấu pháp không, sâu vào thiền định, bèn nhóm các Bồ Tát và chúng thanh văn mà vì nói kinh này, trong đời không có hai thừa mà đặng diệt độ, chỉ có một Phật thừa đặng diệt độ thôi. Các tỳ kheo nên rõ, đức Như Lai phương tiện sâu vào tánh chúng sanh, biết chí nó ưa pháp nhỏ, rất ham nơi năm món dục, vì hạng người này mà nói niết bàn, người đó nếu nghe thời liền tin nhận. Thí như đường hiểm nhiều nạn dữ, dài 500 do tuần, chốn ghê sợ hoang vắng không người, nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ Trân Bủ, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt, khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó, chúng nhân được dắt đi giữa đường lười mỏi, bạch đạo sư rằng chúng con mệt nhọc lại thêm sợ sệt, chẳng có thể đi nữa, đường trước còn xa, nay muốn lui về. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện mà tự nghĩ rằng, bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ Trân Bủ lớn mà muốn lui về. Nghĩ thế rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm quá 300 do tuần, hóa làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng, các ngươi chớ sợ đừng lui về, nay thành lớn này có thể dừng ở trong đó, tùy ý muốn làm gì thì làm, nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thẳng đến chỗ Trâu Báu đi cũng đặng. Bấy giờ chúng mỏi mệt nhưng rất vui mừng khen việc chưa từng có, chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ rất được an ổn. Đó rồi chúng nhân thẳng vào hóa thành, sanh lòng tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn. Lúc ấy đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành bảo chúng nhân rằng, các ngươi nên đi tới chỗ Châu Báu ở gần đây, thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Các tỳ kheo, đức Như Lai cũng lại như thế. Nay vì các ông mà làm vị đại đạo sư, biết các đường giữ sanh tử phiền não hiểm nạn dài xa nên bỏ, nên vượt qua. Nếu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa, thời chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này, đạo Phật dài xa lâu ngày chịu cần khổ mới có thể đặng thành. Phật biết tâm chúng nó khiếp nhược hạ liệt, dùng sức phương tiện mà ở giữa đường vì để nghỉ ngơi, nên nói hai món niết bàn. Nếu chúng sanh trụ nơi hai bậc, đức Như Lai bấy giờ liền bèn vì nói, chỗ tu của các ông chưa xong, bậc của các ông ở gần với huệ của Phật, phải quan sát suy lượng niết bàn đã đặng đó, chẳng phải chân thật vậy, chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba, như vị đạo sư kia vì cho mọi người ngơi nghỉ mà hóa làm thành lớn, đã biết nghỉ xong mà bảo đó rằng, chỗ Trâu Báu ở gần thành này không phải thiệt, của ta biến hóa làm ra đó thôi. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng,
Đại thông trí thắng Phật, mười kiếp ngồi đạo tràng. Phật pháp chẳng hiện tiền, chẳng đặng thành Phật đạo. Các trời thần long vương, chúng tu la thải, thường rưới các hoa trời đưa để cúng dường Phật đó, để cúng dường Phật đó. Chư thiên đánh trống trời và trôi các ký nhạc, gió thơm thổi hoa, gió thơm thổi hoa héo, lại mưa bông cũng mới. Quá mười tiểu kiếp rồi mới đặng thành Phật đạo. Các trời cùng người đời lòng đều sánh nớn hờ. 16 người con Phật đều cùng quyến thuộc mình, nghìn muôn ngức quay vây quanh, chung đi đến chỗ Phật đều mặc lần chi. Chúng đi đến chỗ Phật đều mặc lạy chân Phật, thành Phật chuyển pháp luân, đấng thánh sư mưa pháp lại con và tất cả. Thế Tôn rất có gặp, lâu xa một lần hiện, vì giác ngộ quần sanh mà chấn động tất cả các thế giới phương đông. 500 muôn ức cõi phạm cung điện sáng chói, từ xưa chưa từng có. Phạm vương thấy tướng này liền đến chỗ Phật ngờ, rải hoa để cúng dường, rải hoa để cúng dường và dân cúng điện lên. Thỉnh phần chuyện pháp luân nói kể khen ngợi Phật, vẫn biết chưa đến giờ Phật thỉnh yên lặng ngồi. Ba phương cùng bốn phía trên dưới cùng như thế, rưới hoa dân cung điện thỉnh Phật chuyện pháp luân. Thế Tôn đấng có gặp, nguyện vì bốn từ bi rộng mở cửa cam lộ, chuyện pháp luân vô thượng. Thế Tôn huệ vô thượng, nhân chúng nhân, nhân chúng nhân kia thịnh, vì nói các món pháp bốn đế mười hai duyên, vô minh đến lão tử đều từ sanh duyên ngộ. Nhân quả hoàng như thế, các ông phải nên biết, tuyên nói pháp đó rồi 600 muôn ức cai đặng hết các ngăn khổ đều thành a la hán. Thời nói pháp thứ hai, nghìn muôn hằng xa chốn các pháp chẳng thọ cũng đặng a la hán. Từ sau đây đặng đạo số đông đến vô lượng, muôn ức kiếp tính kể không thể đặng ngăn men. Bây giờ 16 vị, bây giờ 16 vị xuất gia làm sa di đều đồng thỉnh Phật kia diễn nói pháp đại thừa, chúng con cùng quyến thuộc đều sẽ thành Phật đạo, nguyện đặng như Thế Tôn. Huệ nhãn sạch thứ nhất, Phật biết lòng đồng tử, chỗ làm của đời trước, dùng vô lượng nhân duyên cùng các món thí dụ nói xấu ba la mật và các việc thần thông phân biệt pháp chân thiệt đạo của Bồ Tát làm nói kinh pháp hoa này kệ nhiều như hằng sa. Phật kia nói kinh rồi vào tỉnh thất nhập định, 84.000 kiếp một lòng ngồi một chỗ. Các vị sa di đó biết Phật chưa xuất thiền, vì vô lượng chúng nói huệ vô lượng của Phật, mỗi vị ngồi pháp tòa nói kinh đại thừa này. Sau khi Phật yên lặng tuyên bày giáo, tuyên bày giúp giáo hóa mỗi vị sa di thảy số chúng sanh mình độ, có 600 môn ức hằng hà sa các chúng. Sau khi Phật diệt độ, các người nghe pháp đó ở các nơi cõi Phật thường cùng thầy sanh chung. 16 vị sa di đó đầy đủ tu Phật đạo, nay hiện ở mười phương đều đặng thành chánh giác. Người nghe pháp tội đó đều ở chỗ các Phật, có người trụ thanh văn lần dạy cho Phật đạo. Ta ở số 16, từng vì các ngươi nói cho nên dùng phương tiện dẫn dắt đến huệ Phật. Do bốn nhân duyên đó nay nói kinh pháp hoa, khiến người vào Phật đạo dè dặt chớ kinh sợ. Thí như đường hiểm dữ, xa vắng nhiều thú độc, và lại không có nước, chốn mọi người ghê sợ, vô số nghìn muôn chúng muốn qua đường hiểm này. Đường đó nay rất xa vời, trải 500 do tuần. Bấy giờ một đạo sư nhớ giai có trí huệ, sáng suốt lòng quyết định đường hiểm cứu các nạn. Mọi người đều mệt mỏi mà bạch đạo sư rằng: chúng con nay mỏi mệt nơi đây muốn trở về. Đạo sư nghĩ thế này, bọn này rất đáng thương, làm sao muốn lui về, cam mất trân bụ lớn. Liền lại nghĩ phương tiện nên bày sức thần thông, hóa làm thành quách lớn. Các nhà cửa trang nghiêm, bốn bề có vườn rừng, sông ngòi và ao tắm, cửa lớn lầu gác cao, trai gái đều đầy đông đủ, trai gái đều đông vầy, hóa ra thành đó rồi. An ủi chúng chớ sợ, các ngươi vào thành này đều được vừa chỗ muốn. Mọi người đã vào thành lòng đều rất vui mừng,
đều sanh tưởng an ổn, tự nói đã được độ. Đạo sư biết nghĩ xong, nhóm chúng mà bảo rằng: các ngươi nên đi nữa, đây là hóa thành thôi. Thấy các ngươi mỏi mệt giữa đường muốn lui về, nên dùng sức phương tiện ta hóa làm thành này. Các ngươi gắng tinh tấn nên đồng đến chỗ báu. Ta cũng lại như vậy, đạo sư của tất cả. Thấy những người cầu đạo giữa đường mà lười bỏ, không thể vượt đường dữ, sanh tử đầy phiền não, nên dùng sức phương tiện vì nghĩ nói niết bàn. Rằng các ngươi khổ diệt, chỗ làm đều đã xong, đã biết đến niết bàn, đều chứng A-la-hán. Giờ mới nhóm đại chúng vì nói pháp chân thật, sức phương tiện các Phật, phân biệt nói ba thừa, chỉ có một Phật thừa vì nghĩ nên nói hai. Vì các ngươi nói thiệt, các ngươi chưa phải diệt, vì nhất thiết trí Phật nên phát tinh tấn mạnh. Ngươi chứng nhất thiết trí, mười lực các Phật pháp đủ 32 tướng tốt mới là chân thiệt diệt. Các Phật là đạo sư vì nghĩ nói niết bàn, đã biết ngơi nghỉ rồi, dẫn vào nơi huệ Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ ba hết, một tiếng kinh bày thần thông giáo hóa thâm gia hộ, khắp rưỡi mưa pháp nhuận các mầm, quả báo nhà rộng lớn chốn châu báu không xa. Quyển biến hóa đồng hóa đốm hư không, quyển biến hóa đồng hóa đốm hư không. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ba căn khắp nhuận đệ tử nhờ ơn, thành biến hóa dối bày chớ cho là chân. Lại xem nhân duyên đức tri thắng, 16 vị phương tôn, 8 phương chứng thân vàng. Nam mô Đại Thông Tri Thắng Phật, Nam mô Đại Thông Tri Thắng Phật, Nam mô Đại Thông Tri Thắng Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thời khóa đêm hôm nay vừa tụng xong, con vừa tụng xong quyển thứ hai và quyển thứ ba của bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Con xin nguyện A Di Đà Phật Thượng Lai hộ trì linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tấn bất thất tịnh nhân lâm mạng chung thời, tận tâm chánh niệm thị tính phân minh diện phụng Di Đà, giữ chư thánh chúng thụ châm kim đại tiếp dẫn ngự ngã nhất sát na quanh, sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, quảng độ chúng sanh đồng thành chung trí, chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã tiêu chứng tấn tiêu diệt, nguyện ngã thiện căn nhận tăng trưởng, nguyện ngã thân tâm hàm thanh tịnh, nguyện ngã nhất tâm tạo thành tựu, nguyện ngã tam muội đắc hiện tiền, nguyện ngã tịnh nhân tấn viên mãn, nguyện ngã liên đại tự dự tiêu danh, nguyện ngã kiên phật ma đảnh kỳ, nguyện ngã dự tri mạng chung thời.
Nguyện ngã vãng sanh cực lạc quốc, nguyện ngã viên mãn Bồ Tát đạo, nguyện ngã quảng độ chư chúng sanh, chí tâm quy mạng đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giáo chủ thọ quan thể tướng vô lượng vô biên tứ thể hoằng thâm tứ thập bát nguyện độ hàm linh đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai biến pháp giới tam bảo. Tự quy y Phật đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy y pháp nguyện đương nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đo trọn thành Phật đạo. Thời kinh tụng Diệu Pháp Liên Hoa đến đây hoàn mãn. Con xin chắp tay lễ Phật khắp cả mười phương. Con xin lễ lạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa tạ ơn trời Phật. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nam Mô Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nam Mô Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Con xin hồi hướng công đức con trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xin hồi hướng cầu siêu cho mẹ con là Hương Linh Đỗ Thị Phương Mai pháp danh Viên Thọ, mất ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tý hưởng thọ 80 tuổi. Con xin cầu siêu cho Hương Linh mẹ của con khi mạng báo thân này được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cầu chư Phật phóng vận hào quang nhiếp thọ tiếp dẫn cho Hương Linh của mẹ con Đỗ Thị Phương Mai pháp danh Viên Thọ được oai lực chư Phật gia hộ tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc, cầu xin trời Phật từ bi gia hộ. Con cũng xin hồi hướng công đức con trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xin hồi hướng cầu siêu tịnh độ cho tất cả những người thân thân bằng quyến thuộc trong gia tộc nhà con, ông bà cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, chín đời, mười kiếp nội ngoại hai bên họ Mai và họ Đỗ, nương nhờ sức oai thần của chư Phật liền được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả những oan gia trái chủ, những oan gia nghiệp chướng bởi vô minh che lấp từ bao đời, nay nhờ oai lực của chư Phật liền được vãng sanh về cõi Tây mười phương Phật. Con xin hồi hướng công đức con trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xin hồi hướng về cho tất cả pháp giới chúng sanh đều được trọn thành đạo vô thượng Bồ Đề. Nam Mô A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam Mô Hoa Tạng Giáo Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật.